TSS channel. Chương 111, xin hãy gọi tôi là kỵ sĩ. Có vài người dưới tác phong làm việc giống như Nhâm Hòa, có thể sẽ cảm thấy Nhâm Hòa quá yêu tiền, nếu để cho Nhâm Hòa biết suy nghĩ của bọn họ, Nhâm Hòa nhất định sẽ phi thường nghiêm túc nói cho bọn họ biết, đúng, các anh nghĩ không sai, lão tử chính là yêu tiền, xin hãy dùng tiền đập vào mặt tôi đi. Trong tam quan của Nhâm Hòa, những người nói không thích tiền đều có bệnh, đương nhiên lấy cũng phải có đạo lý loại hợp đồng đại diện thương hiệu như thiết kế này nhâm hòa hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được không cần phí công muốn quay tin tức không thành vấn đề bất quá nhâm hòa còn có điều kiện của hắn là như thế này an tổng tôi nói điều kiện của tôi trước chúng ta lại nói tiếp giá cả hợp tác đầu tiên tôi hiện tại bởi vì nguyên nhân cá nhân cũng không thể lộ mặt trong tin tức cũng không phải muốn cho các anh cắt bỏ mặt của tôi ở hậu kỳ mà là tôi sử dụng khẩu trang để che mặt một chút. Nhưng tôi có thể công bố nickname của cá nhân tôi đối với bên ngoài, sau này lúc các anh tuyên truyền có thể lấy danh hiệu độc nhất vô nhị này để quảng bá. Nhâm Hòa hiện tại chơi vận động cực hạn cố kỵ lớn nhất vẫn là cha mẹ của hắn, nói thật suy nghĩ của cha mẹ hắn cùng Dương Ân đều không kém nhiều lắm, không cần hắn có bao nhiêu tiền đồ, cho nên mới có chuyện cho hắn tự do như hiện tại, cho dù thành tích học tập kém một chút, hai người cũng không phải quá để ý kiếp trước, Nhâm Hòa ngay cả đại học mỗi tháng sinh hoạt phí đều chỉ có 600 đồng, nhưng mà tại thời điểm tốt nghiệp trong nhà lại ngay cả phòng ngủ, xe cái gì đó tất cả đều cho hắn đầy đủ. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp đại học liền hoàn toàn nới lỏng quản chế tiền bạc với hắn, Nhâm Hòa chỉ có thể nói bọn họ thật sự là dụng tâm lương khổ. Nếu để cho lão Nhâm, mẹ nhậm biết hiện tại hắn mỗi ngày đều liều mạng, phỏng chừng sẽ điên. An Tứ suy nghĩ một chút do dự hỏi, cậu chỉ che mặt ta vẫn không rõ lắm, anh đợi một lát, chúng ta đều thoải mái một chút, nhậm hòa trở lại trong phòng xem có cái gì có thể làm mẫu một chút hay không. Kết quả tìm nửa ngày liền tìm được một cái khăn quàng đỏ lúc tiểu học mang theo. Lại nói năm đó chúng ta cũng là đội viên thiếu niên A. Nhâm hòa bội phục nhất chính là tất cả thế hệ trẻ đều từng làm đội viên thiếu niên tiên phong, thả ra nước ngoài đây tuyệt đối là tổ chức thiếu niên trâu bò nhất. Hắn gấp khăn quàng đỏ thành hình tam giác, che mặt lộ ra hai con mắt, Nhâm Hòa chỉ chỉ mặt mình với An Tứ, cứ như vậy. An Tứ bừng tỉnh đại ngộ, như vậy là có thể, kỳ thật như vậy ngược lại có một tia cảm giác thần bí, có thể sẽ làm cho mọi người đối với cậu càng cảm thấy hứng thú, cậu cũng là nghĩ như vậy sao? Nhâm Hòa đen mặt một cái, không phải. Đây mợ nó thuần túy chính là vì phòng người cha mẹ hắn bạo tổ A, à. bất quá hắn ngẫm lại lời nói của An Tứ hình như quả thật không giả, đây giống như là hắn mang theo dương tịch đi đá quán, cảm giác thần bí ngược lại càng có thể trợ giúp danh tiếng tăng trưởng bởi vì mọi người luôn quan tâm nhiều hơn đến những điều chưa biết vậy được nhâm hòa kéo khăn quàng đỏ xuống nói chỉ cần các anh không ngại là được vậy chúng ta nói chuyện giá cả ánh mắt an tứ sáng lên chuyện này so với tưởng tượng của hắn đơn giản hơn nhiều hắn thậm chí còn nghĩ vạn nhất đối phương cho rằng mình là kẻ lừa đảo thì làm sao bây giờ đây cũng là sự thật nhâm hòa kiếp trước đã trải qua chuyện như vậy doanh nghiệp trả tiền cho lễ giáng sinh phát quà lớn cho người tiêu dùng thứ ân kết quả mọi người cho rằng là lừa đảo điện thoại nên nhất quyết cự tuyệt bất quá nhậm hòa loại người này anh lừa hay không lừa không sao cả muốn hắn cho anh tiền đó là không có khả năng hơn nữa đối phương nhắc tới chuyện thiết kế và tin tức nhâm hòa trên cơ bản cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra tốt xấu gì cũng là người đã trải qua nhiều tin tức tri thức kiếp trước phân biệt có phải kẻ lừa đảo hay không vẫn có chút tự tin an tứ giải thích Ý tưởng của chúng tôi là 1,2 triệu đô la mỗi năm làm phí chứng thực cho cậu. Tất nhiên, cậu không thể đại diện cho các thương hiệu thể thao khác nữa. Và nếu cậu tham dự các hoạt động thể thao liên quan sau này, cậu phải đi xe thương hiệu của thiết kế chúng tôi và mặc trang phục mà tài khoản chúng tôi đặt riêng cho cậu. Nếu có thêm các hoạt động thách thức giới hạn, mỗi thử thách thành công, thiết kế sẽ thêm 300.000 đô la tài trợ. Tất cả đều thuộc về cá nhân cậu và trả phí chứng thực theo 1,5 triệu đô la trong cuộc họp thường niên. Nhâm Hòa tính toán một chút, dường như thiết kế cho giá cả thật sự rất công bằng. So sánh kiếp trước, liền lấy bơi lội Kình ngư Tôn Dương mà nói, tuy rằng anh ấy đại diện thương hiệu tổng giá trị con người đạt tới 20 triệu đô la Mỹ, nhưng rất nhiều người không biết, này 20 triệu đô la Mỹ còn muốn chia thành haiendas, Coca-Cola, y lợi sữa bò, vân vân nhiều nhà tài trợ khác cũng không phải một nhà tài trợ liền cho anh ấy 20 triệu đô la. Chênh lệch giữa 1,2 triệu và 20 triệu là rất lớn, nhưng Nhâm Hòa còn có thể nhận làm người đại diện thương hiệu khác. Hơn nữa tôn dương người ta là cái gì? Đó là niềm kiêu ngạo của quốc gia, đưa vào e gọi là hộ quốc thần dực vì nước vẽ vang, lúc ấy sức ảnh hưởng đối với quốc gia là đứng đầu. Nhâm Hòa hiện tại mới chỉ là một bọt nước, một tin tức nổi tiếng trên mạng dùng lời nói của người trong giới mà nói, cái này gọi là nghiệp dư, chỉ là gặp may mà thôi. Tỷ giá hối đoái năm 2005, 1,2 triệu đô la Mỹ có thể là 9,6 triệu nhân dân tệ, so với bản quyền điện ảnh và truyền hình côn luân còn cao hơn. Đương nhiên Nhâm Hòa cũng không chỉ có chút năng lực, phương diện này cũng là băng khoăn của hắn. Nhâm Hòa cân nhắc một chút nói, kỳ thật xe đạp cũng chưa chắc là môn thể thao tôi am hiểu nhất, hợp đồng có thể định thành hay không? Khi làm tất cả các môn thể thao liên quan đến xe đạp, tôi phải phối hợp với thiết kế nhưng nếu như ở những hạng mục khác, tôi còn có thể nhận làm người đại diện cho thương hiệu khác không? An Tứ sửng sốt một chút, phải biết rằng tinh lực cả đời của vận động viên đều có hạn, mỗi người bọn họ đều siêng năng cố gắng trên con đường khiêu chiến đến cuối cuộc đời của một hạng mục. Hệ thống huấn luyện của các hạng mục khác nhau đều không giống nhau, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới nhâm hòa còn có thể tham gia các loại hình khác. Kỳ thật hắn nghĩ như vậy cũng là hoàn toàn không có vấn đề liền giống như kiếp trước trong bóng rổ quả thực thần giót đang dũng mãnh lui về phía sau bị người suối dục đi chơi bóng chày, kết quả thành tích cũng không được như ý muốn. Các vận động viên hàng đầu thực sự muốn toàn năng, đó là điều không thể. Theo An Tứ xem ra, lực khống chế của nhâm hòa trên xe đạp đã có thể sánh ngang với vận động viên chuyên nghiệp chính thức, nhất định là luyện thật lâu cộng thêm thiên phú bản thân mới có thể làm được, làm sao còn có thời gian đi chơi thứ khác. Nhưng hắn không biết là, Kỳ thật đó là lần đầu tiên Nhâm Hòa chơi xe đạp tốc độ cao trôi qua khúc cua. Mà Nhâm Hòa hiện tại am hiểu nhất tuyệt đối không phải xe đạp, mà là tay không leo tòa nhà. An Tứ thử thăm dò, không biết cậu ở phương diện nào còn có hạng mục am hiểu. Ừm, trước không nói cái này, tôi chỉ hỏi một chút có thể ký như vậy hay không. Nhậm Hòa quyết định không nói nữa, leo lên tòa nhà thì sao? Đang làm hoạt động tài trợ lại bị chú cảnh sát mang đi liền đau trứng đợi đến khi anh ta bắt đầu chân chính tiếp xúc tay không leo núi rồi nói sau. Có thể là có thể, bất quá ta có một đề nghị tốt hơn. An Tứ suy nghĩ một chút nói, mỗi một hạng một cậu đạt được có thể so sánh với cậu trên xe đạp thành tựu. Thiết kế đều sẽ trả thêm cậu 1,2 triệu đô la đại diện phí hàng năm, thêm phần thưởng cũng giống nhau. Vậy sao? Không ổn rồi. Nhâm hòa ánh mắt sáng lên, sau này mình đâu chỉ muốn chơi tay không leo núi, còn có các loại khiêu chiến cực hạng ăn nhà giàu quả thật rất sảng khoái, thiết kế cũng đúng là một công ty không thiếu tiền, nhưng chỉ sợ hạn một quá nhiều ăn người ta đến phát khóc thì cũng không hay. Hành vi tài trợ của nhà tài trợ kỳ thật cũng là để nâng cao sức ảnh hưởng của mình, ví dụ như Lý Ninh kiếp trước vào năm 2008, trong nháy mắt khiến cho bọn họ trở thành thương hiệu thể thao có mức tiêu thụ vượt qua Adidas. Chỉ sau nay, thiết kế sốt ruột tìm nhâm hòa như vậy kỳ thật cũng là muốn đạt được hiệu ứng lợi ích nếu như thời hạn hợp đồng sắp tới nhâm hòa bị thương về sau không thể chơi nữa như vậy tiết kiệm trăm phần trăm sẽ không tiếp tục hợp đồng với hắn như vậy nhâm hòa có đáng giá cái giá này hay không hoặc là nói lực ảnh hưởng của nhâm hòa có thể đạt tới trình độ nào nhâm hòa cũng không biết nếu đó là một môn thể thao xe đạp thì không nhưng nếu đó là môn thể thao mạo hiểm đầu tiên trên thế giới thì sao mọi thứ đều có thể có nhưng mọi thứ đều có thể làm đến mức tận cùng xin lỗi chỉ có trong phim mới có việc thỏa thuận hợp đồng làm người đại diện thương hiệu của nhâm hòa cùng công ty thiết kế khá là thuận lợi giống như sự thương lượng của nhâm hòa và an tứ vừa rồi vậy chẳng qua cuối cùng vẫn phải ký hiệp nghị bảo mật nhâm hòa phải bảo mật lời nói như vậy công ty thiết kế sẽ càng có ưu thế cạnh tranh hơn đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhâm hòa phải tiếp tục nổi tiếng trước mà công ty thiết kế phải bảo mật thân phận của nhâm hòa bởi vì hắn biết thứ mà hắn đang chơi không có khả năng luôn che mặt nhưng hiện tại xác thật không phải thời điểm thích hợp, hắn cũng cần thời gian để thuyết phục cha mẹ hắn từ từ tiếp nhận loại chuyện như thế này. Sau đó là bàn về quay tin tức quảng cáo, bên phía tiết kiệm cũng đã tìm được ekip quay dựng phim khá nổi tiếng, bọn họ đúng là đang chạy đua với thời gian. Kỳ thật trong mắt nhâm hòa, cách làm của công ty thiết kế là hoàn toàn chính xác, bản thân hắn đã tự trải qua các thời kỳ phát triển của Internet, độ nóng của mỗi đề tài đều rất có hạn, nếu không thể tiếp tục làm tốt thì chỉ có thể bị lãng quên mà việc cần làm duy nhất của nhâm hòa chính là phối hợp cùng bọn họ hoàn thiện đoạn tin tức này để cho từng động tác trong tin tức đều hoàn mỹ vô khuyết lúc này phía bên đội của an tứ đã bắt đầu triển khai quảng cáo tên tuổi cho nhâm hòa trước khi công bố tin tức cho nên hắn yêu cầu nhâm hòa cung cấp biệt danh để công bố tuyên truyền kỵ sĩ nhâm hòa nghĩ nghĩ rồi nói gọi là kỵ sĩ đi tiếng anh lạc nai thời điểm lấy tên này hắn cũng đã suy nghĩ thật lâu trước kia hắn từng nói phải làm kỵ sĩ của dương tịch hơn nữa dùng tên kỵ sĩ cho môn thể thao này cũng thật có ý tứ kỵ sĩ an tứ nghĩ nghĩ cái tên này một lát sau đó hai mắt sáng lên tốt tên này cực kỳ phù hợp với kế hoạch tuyên truyền của chúng ta thậm chí tên tin tức ta cũng đã nghĩ ra rồi gọi là kỵ sĩ chi danh ekip quay dựng phim buổi tối hôm sau đã có mặt ở lạc thành trước đó công ty thiết kế đã ký hiệp nghị bảo mật với bọn họ trong đó bao hàm việc không thể tiết lộ tin tức sớm ra bên ngoài, còn có việc bảo mật thân phận của Nhâm Hòa. Giá cả quay chụp tin tức này rất cao, tài khoản ký hiệp nghị bảo mật cùng đoàn quay dựng phim cũng coi như là để bảo hiểm, vạn nhất đoàn quay dựng phim tiết lộ bí mật thì bên công ty thiết kế sẽ được bồi thường tiền. Vừa mới gặp mặt đoàn quay dựng phim, Nhâm Hòa đã ý thức được sự chuyên nghiệp của bọn họ, nguyên bản dự định quay phim vào ban ngày bị đội dựng phim chuyển thành buổi tối hơn nữa địa điểm quay phim vẫn giữ nguyên nơi hôm trước nhâm hòa thực hiện thả trôi xe bẻ lái khúc cua lý do chính là ánh đèn buổi tối sẽ làm cho tin tức càng thêm mộng ảo hơn nữa giữ nguyên điểm quay tin tức sẽ càng dễ nhận được cảm tình từ người xem mặc kệ là nhâm hòa hay bên phía công ty thiết kế đều đồng ý kiến nghị này của đoàn dựng phim người dẫn đầu của đoàn quay dựng phim tên là lưu nhị bảo nhâm hòa ban đầu nhìn thấy sự chuyên nghiệp của đoàn làm phim thì cho rằng tên của bọn họ chắc sẽ mang phong cách tây âu kết quả không ngờ lại bình dân như vậy. Nhưng mà đây mới là bước đầu thể hiện của đoàn quay dựng phim chuyên nghiệp. Tới lúc rạng sáng ngày hôm sau, Lưu Nhị Bảo phân phó mọi người kiểm tra thiết bị cùng dọn dẹp tuyến đường. Nguyên bản con đường quay chụp rất nhiều bụi, rất dễ nhìn thấy được bùn đất màu vàng. Kết quả bọn họ trực tiếp dùng súng phun nước cao áp rửa sạch, thậm chí còn bao gồm hàng cây xanh ven đường. Công việc này bắt đầu từ 11 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau mới hoàn thành nguyện ý bỏ ra 5 giờ đồng hồ để làm một việc vụn vặt như vậy. Nhâm Hòa cũng thực sự bội phục bọn họ, khó trách có thể trở thành đoàn quay dựng phim đứng đầu cả nước. Chờ bọn họ rửa sạch xong, lộ ra một con đường mới tinh, sạch sẽ giống như ở trên các phim bom tấn vậy. Tới đúng 4 giờ, mấy chục cái đèn đã được lắp ráp vào vị trí, cũng lắp rất nhiều camera, trên xe đạp cũng gắn hai cái camera mini, thiết bị nhiều đến nỗi phải dùng xe tải chuyên nghiệp để chở ở phía sau hậu trường lưu nhị bảo giơ ngón tay cái về phía nhâm hòa có thể bắt đầu cái này làm cho nhâm hòa cảm giác như được đóng phim vậy bất quá hắn không có rụt rè ngược lại còn có chút hưng phấn loại cảm giác này quá sung sướng nhiều người bận bận rộn rộn năm tiếng đồng hồ chuẩn bị để cho chính mình quay một đoạn tin tức dài mấy chục giây hắn ngồi trên xe lái tới trên sườn núi sau đó chậm rãi lấy chiếc khăn quàng đỏ trong túi ra hắn vốn dĩ muốn đổi đồ vậy khác để che mặt nhưng mà sau khi ngẫm lại cảm thấy cũng không quá trọng yếu dùng khăn quàng đỏ cũng không tệ không phải ai cũng từng trong đội thiếu niên tiền phong mà trên sườn núi nhâm hòa hít sâu một hơi lưu nhị bảo thấy thế thì cười nói không cần căng thẳng an toàn là số một lỗi một lần chúng ta có thể quay lại cái này không phải là phát sóng trực tiếp nên đừng lo lắng nhưng hắn không rõ là nhâm hòa hít sâu một hơi không phải vì lo lắng an toàn hay là lo lắng quay không thành công mà là hắn suy nghĩ muốn chơi lớn một lần lúc này tiệm nét phía sau Nhâm Hòa đi ra mấy thiếu niên học sinh cấp 3, chính là đám người lần trước quay tin tức Nhâm Hòa rồi lan truyền trên mạng. Bọn họ đã đến tiệm nét từ lúc 10 giờ tối, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hơn nữa ở đây cũng khá hẻo lánh, người vào tiệm nét lên mạng cũng không nhiều lắm. Cho nên khi bọn hắn đi ra khỏi tiệm nét nhìn thấy con đường sáng trưng, còn có Nhâm Hòa đang dùng khăn quàng đỏ che mặt đứng sừng sững ở sườn núi. Bọn họ phản phất như thấy được kỵ sĩ vậy nhóm học sinh này chuẩn bị lấy điện thoại di động ra để ghi hình kết quả bị người trong đoàn đội của lưu nhị bảo ngăn trở mà lúc này nhâm hòa đã chuẩn bị sẵn sàng lúc hắn dồn toàn bộ trọng tâm của thân thể trên xe cả người bỗng nhiên đứng lên bắt đầu một mạch gia tốc từ trên sườn núi lao xuống an tứ lúc này thần sắc đại biến không thể hắn từng là vận động viên chuyên nghiệp nên sau khi nhìn thấy nhâm hòa điên cuồng gia tốc liền biết đại khái đối phương muốn làm gì Tốc độ nguyên bản của Nhâm Hòa trong tin tức trước không có nhanh như vậy, tuy nhiên mặc dù lúc đó hắn không cố tình tăng tốc nhưng khi tiếp cận khúc cua tốc độ của hắn đã lên đến 50 km/h. Mà tốc độ hiện tại của Nhâm Hòa, An Tứ đã có thể tưởng tượng nếu khi vào khúc cua đối phương không giảm tốc độ thì lần vượt khúc cua này tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua 60 km/h. Nhưng mà ngay sau đó Nhâm Hòa không có bảo trì trọng tâm giống như trong tin tức mà là tại thời điểm nhập khúc cua, hắn đã nghiêng toàn bộ người xuống một màn này làm cho mọi người nhớ tới động tác khi vào cua của các tay đua mô tô chuyên nghiệp hắn phải nghiêng người xuống để tạo thành lực hướng tâm để triệt tiêu đi lực ly tâm khi vào cua tốc độ càng nhanh thì người cần phải hạ xuống càng thấp thế nhưng không thể nào đem xe đạp so sánh với xe mô tô được ngay cả thành viên của đoàn làm phim lúc này cũng giật mình há to miệng an tứ lúc này rít gào nói cậu không muốn sống nữa sao chỉ là trong lòng nhâm hòa lúc này một mảnh bình tĩnh xe chuyên dụng của tài khoản xác thật rất tốt nhất là lốp xe, tính năng bám đường không chê vào đâu được. Mà lúc này tố chất thân thể của hắn đã phát huy đến cực đại, nhâm hòa dám cam đoan thời khắc này khả năng nắm giữ sự cân bằng của hắn tuyệt đối đã đạt đến hai từ, hoàng mỹ. Một giây sau khi ra khỏi khúc cua, thân xe của nhâm hòa đã phục hồi lại thẳng đứng, hơn nữa cả người bộc phát ra lực lượng thật lớn, bắt đầu gia tốc một lần nữa, khúc cua đầu tiên đã hoàng mỹ thông qua. Cái gọi là thể thao cực hạn không phải là muốn một lần lại một lần đi khiêu chiến, việc mà chính mình không làm được hoặc là chuyện mà từ trước đến nay chưa từng có ai làm được hay sao? Nhâm Hòa biết chính mình vừa rồi nếu mắc phải sai lầm gì đó nhất định sẽ nằm viện 2 tháng, nhưng thế thì thế nào? Nếu chơi thể thao cực hạn không thể làm cho bản thân mình sẵn khoái thì còn ý nghĩa gì? Nhưng sự thật chứng minh là hắn đã dùng tư thái hoàn mỹ thông qua khúc cua đầu tiên. Thông qua, An Tứ lúc này đờ đẫn đứng tại chỗ, hắn chính là tay đua xe đạp chuyên nghiệp, cho nên hắn biết một màn vừa rồi có bao nhiêu khó. Xe máy xác thật có thể dùng tốc độ cao như vậy để vào cua, nhưng đây là xe máy, chỉ tính trọng lượng của xe đã lên tới vào trăm kg. An Tứ từng có mộng tưởng trở thành một tay đua xe đạp vĩ đại, thậm chí trở thành bá chủ trong giới xe đạp, nhưng mà lần chấn thương bị đứt dây chằng chữ thập đã làm hắn hiểu rõ, con đường thi đấu chuyên nghiệp của mình phải chấm dứt rồi. Sau khi thành công trên thương trường quay đầu nghĩ lại, hắn sẽ bất giác mà cười lên, kỳ thật mộng tưởng suy cho cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Kiên trì thì nó là tồn tại, còn không kiên trì thì chỉ là ảo tưởng. Những chiếc cúp mà hắn đạt được trong sự nghiệp bây giờ không biết cất ở cái rương nào rồi, sau này có người nhắc tới thân phận tay đua chuyên nghiệp của hắn, hắn cũng chỉ khiêm tốn cười nói, không có gì, đều chỉ là tuổi trẻ mà thôi. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ mới 30 tuổi mà thôi, vẫn không hiểu được tại sao hắn lại dùng ngữ khí này để nói ra. Không biết vì cái gì khi nhìn thấy Nhâm Hòa tăng tốc bằng mọi giá, tuy rằng ngoài miệng hắn hét không cần thiết, nhưng trong nội tâm lại bùng cháy lên ngọn lửa nho nhỏ nguyên lai trong lòng của chính mình còn có một ngọn lửa như vậy an tứ lúc này không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm động hắn vỗ tay hô to nói trâu bò toàn bộ người của đoàn đội làm phim của lưu nhị bảo lúc này cũng lấy lại tinh thần từng người vang lên tiếng vỗ tay hộ trâu bò sau khi đi qua khúc cua đầu tiên tốc độ của nhâm hòa khôi phục lại bình thường bởi vì không giống như sườn núi đầu tiên hắn không có đủ thời gian gia tốc nhưng việc hắn làm được chính là bảo trì tư thái vào cua hoàng mỹ ở các khúc cua còn lại. Mà An Tứ bọn họ cũng biết rằng nguyên bản Nhâm Hòa vượt qua 12 khúc cua nhưng trong tin tức lại chỉ có ba cái, hóa ra lần trước Nhâm Hòa dùng tốc độ cao thả dốc vượt qua 12 khúc cua. Tuy rằng lúc này Nhâm Hòa vẫn đang tiếp tục hoàn thành đoạn đường cua, nhưng tất cả mọi người vẫn dõi theo hắn qua màn hình. Mà những hành động như nước chảy mây trôi của Nhâm Hòa làm tất cả mọi người đang theo dõi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá khổ sở nhất chính là người theo dõi nhân hòa qua camera. Bọn họ vừa mới tính toán tốc độ của nhâm hòa để theo đuổi chuyển động nhưng rõ ràng lần này nhâm hòa lại nhanh hơn so với lần trước. Cũng may sau một hồi vật lộn hắn vẫn giữ được từng chuyển động của nhâm hòa trên màn ảnh. Sau khi vượt qua khúc cua đầu tiên Lưu Nhị Bảo tự mình lầm bẩm, đây là muốn phá kỷ lục hay sao? Đối với đoàn làm phim chuyên nghiệp thì quay chụp vài lần một cảnh là chuyện hết sức bình thường bởi vì bọn họ theo đuổi cực hạn. Chỉ cần một chút không hài lòng thì sẽ làm lại một lần, nếu không có tinh thần như vậy thì không xứng đáng được gọi là thương nghiệp dựng phim. Phải biết rằng mỗi bức ảnh mà đoàn dựng phim chuyên nghiệp có thể lên đến 10 vạn đồng. Có người nói ngành này lợi nhuận kết xù, chỉ là anh không có bản lĩnh không làm được mà thôi, đoàn đội của Lưu Nhị Bảo là đứng đầu toàn quốc. Làm việc chú trọng nhất là phải cẩn thận, ngay cả hắn là một người rất cẩn thận đều không cảm thấy có chỗ nào không ổn, cứ như vậy chỉ cần quay một lần là xong. Lúc nhâm hòa tiến vào khúc cua thứ 12 với tốc độ cao thì lúc này ánh đèn chiếu xa lên khuôn mặt tự tin mà lại kiên nhẫn của hắn. An Tứ vừa xem được cảnh này qua màn hình thì thì cảm thấy không thể tin nổi, đối phương không có bất kỳ trì hoãn gì. Một lần là thành công, hơn nữa ở khúc cua đầu tiên còn đem đến kinh hỷ to lớn cho hắn. Sau khi ra khỏi khúc cua, nhâm hòa giảm tốc độ rồi dừng cách đó không xa, thời điểm bàn chân hắn chạm xuống mặt đất cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi lúc này mồ hôi trên người đã lăn tăng trên mặt, mặc dù thời tiết hiện tại rất lạnh nhưng phía sau lưng hắn, trang phục thiết kế mà An Tứ chuẩn bị đã ướt đẫm rồi, người khác nhìn không ra cái gì nhưng đối với hắn hành trình vừa rồi tiêu hao thể lực thật sự rất lớn. Hắn lặng lặng đứng nghe tiếng vỗ tay của An Tử và đoàn đội của Lưu Nhị Bảo, lúc này An Tứ đi lại cười nói, sự thật chứng minh công ty chúng ta bỏ ra số tiền cho đại sứ thương hiệu cao như vậy là không hề sai, thực sự cảm ơn cậu. Lấy tiền làm việc, không cần khách khí nhâm hòa vui cười hớn hở nói lúc này lưu nhị bảo cũng rảnh tay đi tới cười nói lần quay chụp này có thể nói cũng là một lần tuyên truyền cho ekip của chúng ta không thể không nói mặc dù chúng ta từng ở nước ngoài quay chụp thể thao cực hạn tỉ như lướt sóng nhưng lúc xem bọn họ thể hiện ta lại không có loại tâm tình như hiện tại trâu bò thực sự trâu bò cậu không hề thua kém người nước ngoài chúng ta nhất định không ăn không uống dùng thời gian nhanh nhất trong vòng 3 ngày đem tin tức này làm hậu kỳ xong, để cho bọn họ mở mắt. Tất cả mọi người đều đang chạy đua cùng thời gian, độ tăng trưởng của tin tức lần trước đã bắt đầu trì hoãn, mọi người phải tranh thủ tin tức vẫn đang còn độ hot, chậm thì bị lãng quên mất rồi. Nhâm Hòa cũng rất cao hứng nói, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm rồi, hiện tại là 5 giờ. Chúng ta nhanh chóng dọn dẹp rồi ta mời các anh tới uống canh thịt dê tại quán thiết tạ nổi tiếng nhất ở Lạc Thành vừa đúng lúc thời điểm này quán mới mở cửa. Rất tốt, kết thúc công việc hoàn mỹ. Nhâm Hòa nhìn bọn họ chăm chú thu thập đạo cụ tâm tình trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Lần này phí phát ngôn là do chính mình liều mạng mà đổi lấy. Tuy rằng còn không tính là tai to mặt lớn gì cả, bất quá cũng đã đủ để chính mình khởi động bước đầu tiên trong kế hoạch làm trò chơi rồi. Tài chính đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ kỳ thi cấp 3 kết thúc. Thời điểm ăn cơm Lưu Nhị Bảo bỗng nhiên nói, về sau nếu tiết kiệm muốn quay chụp tuyên truyền cho người anh em nhâm hòa, thì nhất định phải nhớ tới chúng ta đấy, kể cả hạng mục khác cũng phải để cho chúng ta. Các anh biết không, tháng trước chúng ta mới quay quảng cáo sản phẩm cùng người người phát ngôn của nhãn hàng, bọn họ mời đến một nữ minh tinh, mở nó, phải quay đi quay lại ước chừng 51 lần mới xong. Thực sự làm cho chúng ta mệt không thở ra hơi, đâu được nhẹ nhàng giống như bây giờ, chỉ một lần là xong. Hơn nữa còn mời chúng ta uống canh thịt dê nữa. Ha ha, mọi người nói có phải như vậy hay không? Kỳ thật địa vị trong ngành của Lưu Nhị Bảo thực sự rất cao, ngay cả ở trong giới giải trí cũng vậy, lúc quay phim không những giá rất cao, còn chọn đề tài rất nhiều việc phức tạp, không nói đâu xa, lần này thiết kế mời bọn họ làm tin tức, thu phí tiêu chuẩn là 300 vạn trở lên. Đã từng có người muốn bọn họ quay MV, kết quả bọn họ cảm thấy không có hảo cảm nên cự tuyệt vị nữ minh tinh này nhưng vị nữ minh tinh kia còn chưa tính là cái gì lưu nhị bảo bọn hắn là những con người vì nghệ thuật có đôi khi bọn họ vì nghệ thuật mà tính tình nổi nóng làm cho mọi người cảm thấy khó chịu nhưng cũng có đôi khi làm cho mọi người cảm thấy đáng yêu muốn chết vậy cho nên bọn họ căn bản không thiếu một chút canh thịt dê mà là có thể ở chung với người hợp tính tình mà lưu nhị bảo đã nhận định nhâm hòa là bạn bè rồi nội tâm của hắn cũng có lý do của chính mình muốn quay một lần là xong không có kỹ thuật là không được còn phải có thái độ nghiêm túc, không nghiêm túc cũng không thể được. đôi mắt của hắn thực sự sáng lên lúc nhìn thấy thần thái của nhâm hòa, lúc đó ánh mắt kiên định như là sự tín nhiệm của nhâm hòa đã đã động hắn, thật sự rất đẹp. nhâm hòa là nam nhân lưu nhị bảo cảm thấy thời điểm hắn vào cua, ánh mắt của nhâm hòa thật sự rất xinh đẹp. hắn thậm chí đã quyết định phim tuyên truyền lần này nhất định phải có cảnh ánh mắt của nhâm hòa, có cái đoạn tin tức này phản phất như có linh hồn vậy, nhưng mà không có ai biết thậm chí bản thân nhâm hòa cũng chưa ý thức được đây chính là tác dụng của thuộc tính mị lực buổi sáng cùng ngày an tứ ngồi cùng xe lưu nhị bảo trở về kinh đô nhâm hòa cũng không có tiễn bọn họ hôm nay hắn tính toán trốn học một buổi về ngủ một giấc thật tốt sau đó buổi tối còn phải làm nhiệm vụ nữa nếu như nói thời điểm quay tin tức đầu tiên của nhâm hòa là bất tri bất giác thì như vậy lần này hắn đã biết cái tên kỵ sĩ trong phim tuyên truyền của thiết kế lần này sẽ nhấc lên sóng to gió lớn không chỉ ở trong nước mà còn có ở nước ngoài tất cả mọi người cùng chứng kiến người đứng đầu hạng mục thả trôi xe đạp ra đời đại khái đây là hạng mục đầu tiên mà nhâm hòa trọng xin trở lại lấy được hạng nhất đi hơn nữa hắn cảm thấy đây tuyệt đối không phải lần cuối cùng nguyên bản tính toán để làm nhiệm vụ mà thôi nhưng trời xuôi đất khiến thế nào lại trở thành người phát ngôn của một công ty nổi tiếng như vậy quả thực giống như tự nhiên trúng số nhâm hòa hiện tại cũng có thể coi như là triệu phú rồi chẳng qua hắn có thể tưởng tượng được một khi bắt tay vào làm trò chơi, tốc độ tiêu tiền tuyệt đối có thể so sánh như nước chảy mây trôi vậy. Hơn nữa còn không được có một chút trì hoãn, nếu làm trò chơi chỉ tính riêng phần mô hình cùng hiệu ứng đã phải tốn một số tiền cực kỳ lớn rồi. Bất quá hắn nguyên bản đã có 700 vạn, giờ lại thêm 800 vạn nữa là 1.700 vạn, hắn có tự tin tuyệt đối có thể làm ra game Yota. Hơn nữa còn không phải phiên bản thiếu kinh phí. Nghĩ đến như vậy nhâm hòa có chút kinh hỉ có hai bộ phận tốn tiền nhất trong việc làm trò chơi chính là tiền nhân viên cùng tiền tuyên truyền quảng cáo. Tiền nhân viên bao hàm tất cả lập trình viên, thiết kế viên, mà tiền tuyên truyền quảng cáo là tiền bỏ ra để thật nhiều người biết tới trò chơi. Nhưng kỳ thật nếu Nhâm Hòa lựa chọn làm trò chơi Yota này thì phí tuyên truyền quảng cáo tuyệt đối có thể giảm xuống rất thấp. Trò chơi này kiếp trước khi ra mắt cũng không có bất kỳ tuyên truyền gì cả, danh tiếng thuần túy là do mọi người truyền nhau mà thành, cứ thế lượng người chơi tăng theo cấp số nhân. Khi đó tác giả sáng tác trò chơi cũng là nghèo rớt mồng tơi, hắn chỉ là làm ra một bản đồ ma thú tranh bá mà thôi. Bất quá nếu kiếp trước bỏ thêm tiền đầu tư vào tuyên truyền chắc cũng không có nhiều ý nghĩa. Trò chơi này kiếp trước rất có tính gây nghiện cũng như tự tuyên truyền, về mặt này Yota làm tốt hơn so với các trò chơi khác. Sự thật này bị lịch sử chứng minh qua. Dựa theo lịch sử kiếp trước mà nói, sau khi Yota nổi tiếng tầm 3 đến 4 năm thì khả năng sẽ có trò chơi bắt chước xuất hiện, tỉ như là khởi phàm, liên minh huyền thoại, siêu thần anh hùng. Nhưng thực tế thì làm sao chứ, chẳng qua là thị phần bị giảm xuống mà thôi, kiếp trước liên minh huyền thoại lên bản thống trị, Yota vẫn sống tốt đó thôi. Nhìn tiền thưởng chung kết Yota năm 2016 là 2073,6 vạn thì liên minh huyền thoại cũng không thể so sánh được. Nhâm hòa không có theo đuổi sự lũng đoạn, chỉ muốn làm người giàu rảnh rỗi mà thôi, hết thảy bình thường mà sống. Buổi sáng 7 giờ bắt đầu ngủ, một ngày trời cũng chưa từng đi vệ sinh, lúc thức giấc mở mắt trời đã tối rồi. Mở điện thoại di động ra thấy thông báo tiền người đại diện thương hiệu đã được gửi tới, hơn nữa ngoài ý muốn chính là nhiều hơn so với ban đầu 200 vạn. Hắn có chút khó hiểu, gọi điện cho An Tứ mới biết rằng công ty thiết kế đại tài khí thô đã đem thành tích vượt khúc cua hôm qua của hắn tính vào hạng mục khiêu chiến cho nên trả thêm 30 vạn đô la tức là 240 vạn nhân dân tệ. Hơn nữa từ sang năm phí phát ngôn tiêu chuẩn cũng từ 120 vạn tăng lên 150 vạn đô la Mỹ. Phong cách làm việc của đại gia chính là không giống nhau, Nhâm Hòa cảm khái nói, nguyên lai hai từ đệ nhất lại có giá trị lớn như vậy. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, thần thư là thủy tổ đầu tiên của dòng văn tiểu bạch, cũng đồng dạng mang đến cho hắn tiền nhuận bút cực kỳ cao, hơn nữa về sau còn có tiền bản quyền tiềm năng nữa những người đi sau hắn chắc chắn không có đãi ngộ tốt như vậy. Côn Luân cũng giống thế, sư tổ của tiểu thuyết võ hiệp kiểu mới, cho nên hiện tại khi tiền bản quyền phim ảnh chỉ khoảng 100 vạn thì Côn Luân đã được mua lại với giá 600 vạn. Sau khi An Tứ tắt máy, Nhâm Hòa đang tính đi làm nhiệm vụ thì hắn lại nhận được một cuộc gọi kỳ quái, số điện thoại không được lưu trong danh bạ, chỉ hiện lên hai chữ ẩn danh. Nhâm Hòa sửng sốt một chút rồi nhấc máy, alo trong điện thoại lúc này mới từ từ truyền ra một giọng nữ bình tĩnh chào cậu chúc mừng người nhé túc nhâm hòa lập tức ngắt máy mấy câu mở đầu kiểu chào bạn chúc mừng bạn nghe đã biết là điện thoại lừa đảo rồi ta thông minh như vậy chẳng lẽ lại mắc mưu sao chỗ nào mát mẻ thì ra đấy mà chơi gì đây chính là kinh nghiệm mà nhâm hòa tổng kết được chỉ cần nói cái gì mà chúc mừng bạn có muốn hay không đầu tư chào ngài ta là nếu như không phải lừa đảo thì chính là giới thiệu sản phẩm. Hơn nữa loại kịch bản chúc mừng của kẻ lừa đảo hầu như đều giống nhau. Chúc mừng ngài trở thành khách hàng VIP của cửa hàng chúng ta. Cửa hàng quyết định tặng một thẻ vàng ưu đãi, chỉ cần gửi 388 đồng phí làm thẻ cho chúng ta mà thôi. Ha ha, nhâm hòa cười lạnh nói, ta sẽ bị lừa sao? Sẽ không? Đầu điện thoại bên kia khuôn mặt bình tĩnh của tinh trần cuối cùng xuất hiện một tia kinh ngạc. Đối phương vì cái gì dứt khoát tắt máy như vậy? Nàng nửa ngày chưa phản ứng kịp nhâm hòa vì sao lại ngắt máy của nàng. Vì cái gì? Nàng chỉ muốn nói là hồ sơ của hắn đã thông qua xét duyệt sơ bộ, có thể tiếp tục tham gia cuộc thi kiểm tra, nhưng mà nàng đâu biết rằng chính mình đã bị nhâm hòa cho rằng là kẻ lừa đảo. Tinh Trần nghĩ nghĩ một chút, có khả năng là do tín hiệu không tốt, nàng lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Nhâm Hòa lúc này vừa mới chuẩn bị ra ngoài ăn cơm chiều kết quả lại nhận được cuộc gọi từ số lạ, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kẻ lừa đảo hiện tại cố chấp như vậy sao? Alo, nhâm hòa cuối cùng vẫn là bắt máy, xem xem đối phương có muốn đổi kịch bản khác hay không. Bên đầu dây bên kia tinh trần đang nhẫn nại nói, chào cậu, chúc mừng cậu. Túc, nhâm hòa vừa nghe như thế liền dập máy luôn, tên lừa đảo này thế nào lại không đổi kịch bản khác. Bên này tinh trần lẳng lặng nhìn điện thoại tầm 3 giây, mở nó cái tên nhâm hòa này có phải bị bệnh hay không? Chưa nói xong một câu đã tắt máy, không biết vì cái gì mỗi lần tổng hội muốn liên lạc với nhâm hòa đều sẽ xuất hiện đủ mọi hiểu lầm, đây là không hợp bác tự sao. Tinh Trần cũng hết bình tĩnh nổi rồi, không có tiếp tục gọi điện cho nhâm hòa nữa mà quay sang liên lạc với Lâm Hạo, vừa bắt máy đã ném một đống lời thoá mạ, Lâm Hạo. Chính anh không đáng tin cậy đã đành, ngay cả người mà anh đề cử cũng không đáng tin cậy. Ta nói anh chừng nào mới có thể đáng tin hơn một chút thế hả, đề cử một học sinh trung học gia nhập thiên truy đã đành nhưng mà anh không thể để cho hắn nghiêm túc về vấn đề xét duyệt hồ sơ sao. Túc, tinh trần vừa nói xong trực tiếp ngắt máy luôn. Lâm Hạo lúc này đang nằm trên giường cũng mộng bức, mở nó rốt cuộc tình huống như thế nào, nằm im cũng trúng đạn à. Đang yên đang lành chửi ta làm gì, cô nói mọi chuyện rõ ràng xem nào. Hắn gọi điện thoại trở lại cho tinh trần, kết quả đối phương vừa bắt máy một giây đã lập tức tắt máy. Đãi ngộ này không khác nào nhâm hòa dành cho tinh trần, Lâm Hạo liên tiếp gọi ba cuộc đều như thế này. Lâm Hạo nằm trên giường nhất hết cả trứng, như thế nào mọi chuyện liên quan đến Nhâm Hoa đều không thuận như vậy. Tiểu tử này thật sự có độc mà. Hắn lại gọi điện cho Nhâm Hoa, số điện thoại này là hắn lấy được từ chỗ Dương Tịch, kết quả điện thoại đổ chuông nhưng một mực không có ai bắt máy. Đến bây giờ mới thôi, ba lần nôn lần trước đã tạo thành bóng ma trong lòng Lâm Hạo, nhưng mà mọi chuyện cần thiết nên Lâm Hạo quyết định đi một chuyến tìm đến Nhâm Hoa hắn hiện tại sở dĩ còn ở lại lạc thành cũng chỉ là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ dương ân mà thôi hơn nữa kỳ thật hắn biết rõ trải qua chuyện bắt cóc lần trước đã không có ai dám mạo hiểm động tới dương ân nữa lần đầu tiên là có cơ hội thành công nhất nếu lần đầu tiên thất bại thì tính cảnh giác sẽ tăng lên nếu đến nửa chính là tìm chết cho nên những tổ chức nước ngoài cũng không ngu ngốc không cần thiết đưa bản thân vào mạo hiểm cho nên nhiệm vụ hiện tại của lâm hạo còn khá nhẹ nhàng thời gian hai ngày này hắn muốn tìm tới nhà của nhâm hòa để tỏ chút lòng thành tuy rằng hắn đã ăn không ít đau khổ từ phía đối phương nhưng với tính cách của lâm hạo mà nói hắn càng thêm hứng thú với nhâm hòa sau khi đến nhà nhâm hòa thì hắn gõ cửa kết quả gõ hơn nửa ngày cũng không có ai ra mở cửa tình huống gì đây buổi tối như vậy đối phương còn có thể đi đâu nữa chứ bởi vì không tìm thấy được nhâm hòa cho nên lý do về sự tức giận của tinh trần hôm nay vẫn là một điều bí ẩn buổi tối ăn cơm xong nhâm hòa sau khi trở lại khu nhà của hắn thì lập tức tiến tới phía sau chiếc xe bán tải mở nắp thùng và lấy chiếc xe đạp địa hình xuống xong xuôi lúc hắn chuẩn bị ra ngoài đạp xe thư giãn nhưng tiện hoàn thành nhiệm vụ thì thấy được xe hơi của lâm hạo ồ tại sao xe của hắn lại dừng ở khu nhà này vậy nhỉ nhâm hòa lúc này nhìn ngó xung quanh xem đối phương có đang trốn ở đâu đó mai phục chính mình hay không dựa vào ý nghĩ của hắn thì sự xuất hiện của lâm hạo ở đây rất có thể bởi vì hai lần xung đột trước mình chiếm thế thượng phong hơn nữa còn làm đối phương nôn tới ba lần cho nên khẳng định lâm hạo tìm tới cửa tính sổ ngay cả nhà ở của chính mình cũng có thể tìm tới đúng là dụng tâm lương khổ mà hiện tại nhâm hòa có tự tin tuyệt đối chiến thắng lâm hạo nếu đấu chính diện nhưng vấn đề là nếu đối phương trốn ở chỗ nào rồi đánh lén mình thì chắc chắn hắn sẽ chịu không nổi tuy rằng nhìn dáng vẻ đối phương không giống người xấu có lẽ mình sẽ không phải lo lắng về mạng sống nhưng mà bị đánh một trận là rất có khả năng nhâm hòa nhìn ngang ngó dọc nửa ngày cũng không nhìn thấy hình bóng của lâm hạo hắn dựng xe đạp sang một bên rồi lén lút đi tới xe hơi của lâm hạo đầu tiên là nhìn vào trong thông qua cửa sổ ở không có ai lúc này hắn móc từ trong túi ra chùm chìa khóa phốc 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 mắt nhìn lốp xe của lâm hạo từ từ bẹp xuống nhâm hòa có chút cảm khái xem ra là chọc quá nhiều lần nên chìa khóa có chút mòn rồi nghĩ lại cũng thấy xấu hổ bất quá nếu đối phương muốn tới để trả thù mình thì không cần thiết phải hạ thủ lưu tình nhâm hòa từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ mình là quân tử người khác khuyên hắn phải lấy ơn báo oán với kẻ địch mọi người đều vui vẻ nhưng là hắn không làm được làm gì phải dối trá như vậy kiếm tiền chính là kiếm tiền có tiền thì phải tiêu tiền có thù oán thì phải báo thủ nhưng xin thoải mái không phải tốt hơn sao cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy nhưng mà ngay lúc này Lâm Hạo bước xuống từ nhà Nhâm Hoa bằng cầu thang, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Nhâm Hoa rồi đem chìa khóa cất vào trong túi, hắn lại nhìn về phía bánh xe của mình. Mở nó, ngọa tàu, bánh xe của lão tử thù oán gì với ngươi mà thành ra như thế này, đây là lần thứ ba rồi đấy. Trái tim Lâm Hạo lúc này quả thực đang rỉ máu, tiền trợ cấp làm nhiệm vụ vốn dĩ không nhiều, còn phải vá ba lần lốp xe nữa. Nhâm Hòa lúc này cũng nhìn thấy Lâm Hạo, hai người bốn mắt chạm nhau nhâm hòa lặng lẽ di động về phía xe đạp địa hình người đứng lại đó cho ta lâm hạo nổi giận hét lớn tuy rằng hắn biết chính mình rất có khả năng đánh không lại thiếu niên này nhưng hiện tại không phải là lúc suy nghĩ chuyện này cần phải đánh một trận bằng không thì không thể đối mặt với nội tâm của chính mình nhưng sao mà nhâm hòa có thể nghe hắn được nhảy lên xe đạp địa hình nhanh chóng chạy đi còn may lốp ô tô bị thủng hết rồi bằng không chính mình chạy không thoát khỏi đối phương mất nhìn nhâm hòa lái xe đạp nhanh như chớp chạy ra ngoài lâm hạo quả thực có chút tuyệt vọng chạy bộ đều không nhanh bằng người ta càng đừng nói là đối phương lái xe đạp quả thực là tạo nghiệt mà vì cái gì một học sinh trung học mà thôi sao lại khó đối phó như vậy lâm hạo hiện tại cũng ngơ ngác cái này thật sự chỉ là học sinh trung học thôi sao nhưng là hiểu lầm không phải đã kết thúc sao vì cái gì còn muốn đâm thủng lốp xe của mình chỉ là lâm hạo ngàn tính vạn tính cũng không tính được mặc dù hiểu lầm cũ đã kết thúc, nhưng hiểu lầm mới chỉ vừa bắt đầu. Kỳ thật có thể nói từ lúc hai người gặp mặt đã chú định, nhâm hòa cùng tổ chức thiên truy là không có duyên phận. Hơn nữa kể cả có duyên phận đi chăng nữa thì mục tiêu từ trước tới nay của nhâm hòa không phải là gia nhập tổ chức gì đó, chỉ là muốn sống thống khoái mà thôi. Có cơ hội sống lại một lần, cần gì phải gia nhập tổ chức của người khác mà chính mình cũng không hiểu. Chẳng lẽ là kiếm nhiều tiền nên rảnh rỗi không có chuyện gì làm, hay là do bạn gái quá xấu xí, hay là điện thoại không có gì chơi được, hay là không có trò chơi gì thú vị. Cho nên lúc trước Lâm Hạo có ý tứ mời Nhâm Hòa gia nhập tổ chức, hắn đã lập tức trả lời không hứng thú. Nói thật giờ khác này Lâm Hạo thực sự muốn cùng Nhâm Hòa đạo thật kiếm thật mà đánh nhau, nhưng mà pháp luật không cho phép hắn làm như vậy, kể cả là người của thiên truy cũng không được. Nhâm Hòa sau khi vọt ra từ khu nhà liền đi đến khu dân cư mới, dù sao hắn chắc chắn Lâm Hạo không thể đuổi kịp mình, trong chốc lát không thể trở về nên cứ trực tiếp bắt đầu làm nhiệm vụ đi. Lạc Thành là một thành phố nhỏ nên hiện tại có rất nhiều cánh đồng đang được quy hoạch, đặc biệt là khu dân cư mới, buổi tối nơi này giống như là quỷ thành vậy, ít người đến đáng thương, rất thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trên thực tế nhâm hòa đã ý thức được muốn hoàn thành nhiệm vụ bảo trì tốc độ 70 km/h tại Lạc Thành trong vòng 20 phút. Cái khó nhất không phải là tăng tốc lên 70 km h mà là làm cách nào để tốc độ không bị giảm xuống. Đi đường gặp đèn đỏ chẳng lẽ không phải dừng, gặp được người đi đường cùng xe tải lớn chẳng lẽ không phải tránh, lúc rẽ thì chẳng lẽ không phải giảm tốc độ. Mặc dù hắn xác thật có thể rẽ cua với tốc độ cao nhưng ở vận tốc 70 km h nhâm hòa cũng không làm được mà không bị lật xe. Mà điều quan trọng nhất của nhiệm vụ chính là tốc độ không thể thấp hơn 70 km h kể cả một giây tốc độ 69 km/h cũng không được. Nếu hắn cố gắng duy trì tốc độ 70 km/h trong 19 phút 59 giây mà một giây cuối cùng lại là 69 km/h thì ngại quá, nhiệm vụ thất bại, làm lại từ đầu. Cũng chính là vì nguyên nhân này, Nhâm Hòa mới cần phải tuyển địa điểm thật tốt, con đường này cần đủ thẳng để đạp liên tục 20 phút, hơn nữa cho dù có đèn đỏ cũng có thể vượt qua, tuy rằng điều đó là không tốt nhưng cũng không có cách nào cả. Muốn tìm một con đường lái xe 70 km/h trong 20 phút mà không có đèn đỏ thì chỉ có thể là cao tốc. Nhưng mà đường cao tốc rõ ràng là ở ngoại thành nên loại bỏ. Nhâm Hòa nghĩ đến một chỗ có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đó chính là tuyến đường chính của khu dân cư mới, con đường khai nguyên. Độ dài toàn con đường là 24 km, hơn nữa ở vị trí hẻo lánh, Hoàng Mỹ. Nhìn 24 km có vẻ là rất dài nhưng phải biết rằng nhiều cuộc thi xe đạp đường dài có tổng quãng đường lên tới 3.200 km, chia làm 6 lịch thi đấu, có đôi khi mỗi lịch thi đấu cần phải đạp từ sáng sớm tới tối muộn mới có thể kết thúc. Sau này lại cảm thấy nếu chia ra 6 lịch thi đấu thì vẫn quá dài, nên cuối cùng chia 3.200 km thành 8 lịch thi đấu. Lúc hắn đi tới đường Khai Nguyên thì đã là 10 giờ tối, con đường vốn dĩ rất ít người thì bây giờ không nhìn thấy ai, chỉ là có một chút bất tiện chính là không có đèn đường, bởi vì đèn đã tắt. Nhâm Hòa nghĩ may mắn bây giờ mới là năm 2005, sương mù còn không quá nghiêm trọng, ánh trăng vẫn có thể xuyên qua mây chiếu xuống mặt đất, cũng không đến nỗi quá tối. Bắt đầu đi, Nhâm Hòa lúc này đeo kính mắt bảo vệ, bởi vì nếu di chuyển với tốc độ 70 km/h mà không có kính mắt bảo vệ thì sẽ bị gió tạt chảy nước mắt, cho nên trang bị bảo hộ cơ bản này Nhâm Hòa đã chuẩn bị sẵn. Từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc 70 km/h, Nhâm Hòa chỉ tốn 10 giây. Để làm được như vậy chủ yếu là do cơ bắp của hắn mạnh mẽ, nếu lúc này câu lạc bộ xe đạp tuyển thành viên thì nhâm hòa chắc chắn đạt được nhà vô địch năm 2005. Cảm giác lái xe thật sự rất mỹ diệu, hoàn toàn dựa vào thể lực của chính mình đạt tới tốc độ tiêu chuẩn của ô tô, gió đang gào thét bên người, nhưng tất cả vẫn nằm trong sự khống chế của mình, cho nên rất nhiều người thích lái xe đạp đi du ngoạn, bởi vì môn thể thao này thực sự không tồi. Ít nhất nó là hạng mục thể thao cực hạng đầu tiên mà Nhâm Hòa đứng đầu, cho nên hắn thực sự thích nó. Nhâm Hòa lúc này vẫn duy trì tốc độ đi về phía trước, may mắn chính là đường không có xuất hiện người đi đường cùng xe vận tải lớn, cũng không phải băng khoăn về phương diện đèn xanh đèn đỏ, có thể nói thực sự thuận lợi để hoàn thành 20 phút của nhiệm vụ. Phía trước hắn còn nghĩ rằng nếu thật sự có một chiếc xe vận tải lao tới thì việc hắn có thể làm chính là nhảy khỏi xe, mà không phải phanh lại bởi vì căn bản không phanh được, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thanh âm của thiên phạt hệ thống cũng đúng lúc vang lên, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thuộc tính mị lực cộng một. Không phải chứ, lại là thuộc tính mị lực, nhâm hòa hơi sửng sốt một chút, hắn tới giờ phút này vẫn chưa ý thức được thuộc tính mị lực này, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào. Ngay cả thư tình mà người khác viết cho hắn cũng bị hắn tưởng nhầm là viết cho dương tịch mà vứt đi. Nhưng mà nếu thời gian tới, dựa vào thuộc tính mị lực cộng 3, khả năng thứ nhận được không phải thư tình nữa mà là trực tiếp thổ lộ. Đương nhiên cái này chỉ là giả thiết mà thôi. Giờ khắc này Nhâm Hòa vẫn cảm thấy thuộc tính mị lực là khen thưởng vô dụng nhất. Hiện tại Nhâm Hòa nghỉ học một ngày cũng không có giáo viên nào quản hắn, cơ bản đều không đáng trách, dù sao ở phương diện học tập hắn chính là một người tàn hình. Nói thật ở giữa các giáo viên cũng có bàn tán qua, học sinh như Nhâm Hòa nếu trừ bỏ những điểm xấu ra thì hắn có thể được coi là học sinh thành thật nhất đi học không nói lời nào không nhiễu loạn trật tự lớp một mình ôm điện thoại di động không biết làm gì cũng không làm ảnh hưởng tới người khác cứ thế mà nói loại học sinh này tuy rằng không được quá nhiều giáo viên yêu thích nhưng cũng vì thế mà không bị bài xích chỉ là hiện tại xong rồi như là tất cả mọi người đều coi hắn như là người tàn hình vậy các giáo viên cũng không rõ có lẽ là do khí chất trời sinh tiểu mập mạp hứa nặc sau một ngày mới nhìn thấy hình bóng nhâm hòa đi từ bên ngoài lớp vào Sáng mắt lên hỏi, hôm qua cậu đi đâu đấy? Ngủ một ngày. Nhâm hòa ăn ngay nói thật. Kết quả không nói thì không sao, vừa nói thì đồng học bên cạnh hâm mộ chết mất rồi. Mở nó hiện tại mọi người đang liều mạng học tập kết quả người ta ngủ tính bằng ngày, nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của mọi người mà thôi. Âm thanh không hài hòa duy nhất trong lớp học. Lưu Anh Hải, thời gian gần đây suy nghĩ không ít, ngay cả sắc mặt cũng có chút tái nhật. Hắn thường phải ra ngoài thỉnh pháp sự hoặc là đi bệnh viện kiểm tra thân thể hoặc là theo người nhà khắp nơi thắp hương có thể là do ám ảnh tâm lý thời điểm này lúc hắn nhìn thấy bản đen thì cảm thấy buồn nôn có người nói rằng năm nay khả năng lưu anh hải phải lưu bang nhâm hòa nghe vậy cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả cái tội rảnh trứng chuyện không liên quan đến mình mà suốt ngày xen vào ban đầu không tự tạo nghiệp thì hiện tại đã không như vậy nhất định phải chọc vào một người lòng dạ hẹp hòi làm gì bạn nói xem đúng không một ngày không gặp Hứa Nặc rất nhớ Nhâm Hòa, nhưng khi thấy đối phương xuất hiện, hắn lại nhứt hết cả trứng, hiện tại chờ hắn phía trước chính là vô cùng vô tận đề bài ôn tập. Bất quá hình như hắn phát hiện ra một vấn đề, Hứa Nặc nhìn đề mới nói, đề này tớ đã làm rồi mà. Đã làm thì làm lại, đừng có lằng nhằng, nhanh lên." Nhâm Hòa thúc giục nói. Ký ức người thường cực kỳ không đáng tin cậy, thời điểm ôn tập vào cấp 3, rất nhiều trường sẽ chuyên môn ghi chú lỗi sai trong sách vở hay nói cách khác là để bọn hắn nhớ kỹ những đề làm sai, chờ thêm một đoạn thời gian làm lại một lần để tăng thêm ấn tượng, bằng không sẽ rất dễ quên mất, lần sau nếu nhìn thấy dạng đề thế này sẽ mắc sai lầm như lần trước. Nhâm Hòa hiện tại chính là đem đề thi thật trộn lẫn với đề thi ôn tập rồi không ngừng đưa cho tiểu mập mạp làm, mục đích để hứa nặc có được ký ức dài hạn, đảm bảo hắn có thể thi được vào trường cấp 3. Phương pháp ký ức tuần hoàn là phương pháp học tập hữu hiệu nhất mà Nhâm Hòa biết sau khi ôn tập xong một dạng đề, cứ cách 3 ngày lại ổn một lần, 7 ngày lại ôn một lần, sau đó 21 ngày lại ổn một lần, như vậy những kiến thức đó sẽ cực kỳ vững chắc, nhớ cực kỳ lâu. Cho nên sau này ôn tập hứa nặc sẽ phát hiện đề nhâm hòa đưa bị lặp lại, nhưng dưới sự đe dọa và dụ dỗ của nhâm hòa thì hắn không có biện pháp nào khác ngoài trừ làm lại một lần. Dương tịch nhìn nhâm hòa một cái rồi dùng điện thoại di động nhắn tin cho hắn, quay phim thuận lợi không? Thuận lợi. Nhâm hòa trả lời, chuyện làm đại diện phát ngôn của công ty thiết kế hắn khẳng định sẽ chia sẻ với dương tịch đầu tiên cho nên vì cái gì hôm qua hắn trốn học cũng chỉ có nàng biết cuộc sống thời học sinh trong sáng nơi này không có quá nhiều sự lừa lọc cũng không có quá nhiều lục đục sau này ra ngoài xã hội nhìn lại những lục đục thời học sinh quả thực như là chuyện cổ tích vậy cứ như thế ba ngày sau trên mạng bỗng nhiên xuất hiện thêm một tin tức làm toàn bộ diễn đàn sôi sục phim tuyên truyền mới nhất của công ty thiết kế kỵ sĩ chi danh ngay từ đầu chỉ có những người bởi vì tên tuổi của tài khoản mà ấn vào xem, nhưng mà vừa nhìn thấy người trong tin tức thì ngây ngẩn cả người, cảnh tượng giống nhau, thân ảnh giống nhau, xe đạp giống nhau. Đây không phải là nhân vật chính trong tin tức thả trôi xe đạp bẻ lái khúc cua trên sườn núi hay sao? Chẳng lẽ lần này là bản chất lượng cao. Cái tin tức này một lần nữa bằng tốc độ không thể tưởng tượng mà tăng trưởng, tin tức lần trước là quay lén nên người xem không quá sảng khoái, chỉ có ba khúc cua đã kết thúc. Rất nhiều người xem đến đấy thì tức giận, thậm chí là biểu tình. Giờ đây cuối cùng bọn họ mới phát hiện nguyên lai like tin tức kia thiếu nhiều như vậy, toàn bộ quá trình kỳ thật là 12 khúc cua. Trong tin tức này đôi mắt của Nhâm Hòa trên khăn hoàng đỏ, từ đỉnh sườn núi mà thả xuống, tăng tốc, lại tăng tốc, tốc độ này so với tin tức cũ còn nhanh hơn vài phần. Hơn nữa phương thức vào khúc cua thứ nhất cũng bất đồng, bởi vì tốc độ còn nhanh hơn cho nên trong tin tức nhâm hòa sử dụng kỹ xảo dành cho xe mô tô khi vào cua, nghi người lấy lực hướng tâm triệt tiêu lực ly tâm. Ông trời của ta, tốc độ của chiếc xe này thực sự kinh khủng, ta còn tưởng rằng hắn đang lái xe mô tô nửa cơ. Người đầu tiên chơi xe đạp thả trôi, thật trâu bò. Lúc này những tay đua xe chuyên nghiệp cũng nói chuyện, bọn họ xem tin tức này càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm chuyên nghiệp. Cái khúc cua thứ nhất làm cho bọn họ cảm thấy nhiều thứ ý vị sâu xa, lực cân bằng thân thể siêu mạnh, năng lực bùng nổ thân thể siêu mạnh, không có hai cái này căn bản không thể vào cua với tốc độ này. Tay đua xe đạp chuyên nghiệp từ trước tới nay không quá để ý động tác lái xe đẹp hay xấu, trong lòng bọn họ, chân chính đua xe không chỉ ở lực lượng, tính cân bằng, còn có thứ quan trọng hơn chính là tâm trí. Một hồi lái xe đạp đường dài là 3.200 km, đó chính là tôi luyện ý chí cực kỳ kinh khủng, từ sáng đến tối chuyện gì cũng không làm, chính là thử thách sức chịu đựng. Cho nên rất nhiều tay đua xe đạp hơn 30 tuổi mới có thể thành công. Nhưng khúc cua đầu tiên của Nhâm Hòa trong tin tức quả thực làm cho bọn họ thấy chấn động, nếu nội tâm không mạnh mẽ thì liệu có mấy người dám chơi như vậy. Hơn nữa xe đạp thả trôi cùng với xe đạp nghệ thuật là bất đồng, càng dễ dàng làm cho bọn họ tán thành chính là quá trình tăng tốc của Nhâm Hòa từ lúc bắt đầu tới lúc vào khúc cua đại khái làm cho bọn họ hiểu biết được lực lượng bạo phát từ nhâm hòa đoạn tin tức công bố chưa được một giờ đồng hồ tổng bộ thiết kế đã nhận được điện thoại có câu lạc bộ muốn mua tin tức về tư liệu nhâm hòa đáng tiếc tài khoản đã ký hiệp nghị bảo mật với nhâm hòa loại chuyện để lộ bí mật này là không thể làm được tin tức kỵ sĩ chi danh được chế tác vô cùng chuyên nghiệp điều này thể hiện kỹ năng của đoàn làm phim lưu nhị bảo làm cho toàn bộ tin tức giống như là phim thương mại vậy ánh đèn sáng lạn còn có kỹ xảo cắt ghép tin tức, làm cho tin tức càng thêm đầy đặn, không thể không nói. Lúc trước thiết kế nghe Lưu Nhị Bảo quay phim vào buổi tối là lựa chọn phi thường chính xác, hơn nửa giai đoạn chuẩn bị 5 tiếng trước khi bấm mày cũng thật sự không uổng phí. Nếu toàn bộ đường đua vẫn còn bụi bẩn thì tuyệt đối tin tức không đẹp như vậy. Mà vài giây cuối cùng của tin tức, như là ý tưởng ngay từ đầu của Lưu Nhị Bảo vậy, hoàn hoàn toàn toàn đem ánh mắt của nhâm hòa lúc thả trôi xe thể hiện ra. Nếu như nói ngay từ đầu tin tức này chỉ là một tin tức kỹ năng thả trôi xe đạp, thì vài giây cuối cùng, ánh mắt này làm cho tin tức như được thăng hoa vậy. Ánh mắt không hề dữ tợn, không có thống khổ, chỉ có bình tĩnh ẩn sâu bên trong cùng với sự chấp nhất và nghiêm túc. Loại ánh mắt cứng cỏi quyết tuyệt này như là một loại tín niệm, nó có khả năng đại biểu tinh thần chinh phục của nhân loại trong thể thao cực hạn vậy. Chỉ là vài giây ánh mắt đã làm vô số người cảm thấy chấn động tinh thần. Đó chính là kỵ sĩ chân chính rốt cuộc là ánh mắt có thể biểu đạt lời nói hay không đáp án là có thể trong ấn tượng kiếp trước của nhâm hòa ảnh đế trung quốc lương triều vĩ công nhận đôi mắt có thể biểu đạt thay cho lời nói hắn không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày vì ánh mắt mà nổi tiếng những tin tức giống nhau thường thường độ nổi tiếng sẽ không vượt qua tin tức nguyên bản chẳng hạn như tiểu thuyết cùng thể loại thông thường sẽ không thể nào vượt qua được tiểu thuyết cụ tổ được có thể đạt một nửa đã là không tồi rồi nhưng mà bộ phim ngắn kỵ sĩ chi danh lần này thì lại không giống nhau ngay từ đầu nó xuất hiện đã lấy tư thái nghiền ép các tin tức khác lượt xem tăng chóng mặt trong đó có vài cái nguyên nhân là mấu chốt một là thanh danh của công ty thiết kế trong ngành từ trước tới nay xác thật rất tốt thứ hai là độ chuyên nghiệp của ekip làm phim lưu nhị bảo thứ ba chính là ở trong tin tức lần này nhâm hòa lại một lần nữa phá kỷ lục cuối cùng chính là bởi vì ánh mắt kia có người trực tiếp bình luận dưới tin tức nếu có một bình chọn ánh mắt đẹp nhất năm 2006, thì ánh mắt của thiếu niên này tuyệt đối có thể đứng top đầu bởi vì nó là ánh mắt hiếm có làm chấn động tâm linh của người xem. Bỗng nhiên ta muốn chơi xe đạp. Ta có thể đi xe đạp tay không này đại thần đi xe đạp tay không? Phiền toái hỏi anh một chút hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện nào thế? Kỳ thật kỹ thuật đi xe bằng tay không cũng khá nhiều người làm được, lấy tốc độ cao để bảo trì cân bằng xe. Rất nhiều thiếu niên thích dùng phương thức này để lái xe làm màu bất quá ở hạng mục xe đạp đường phố cũng chỉ là sơ cấp mà thôi tại trong lĩnh vực marketing kỹ thuật lái xe công ty thiết kế chậm rãi phát hiện ra một hiện tượng đó chính là hơn một nửa người dần dần không chú ý tới kỹ thuật lái xe ngược lại là ánh mắt kia sự chú ý của bản thân kỹ thuật lái xe đã được chuyển dời đến vai chính nhâm hòa trên thực tế có chút tin tức ô tô kể cả người lái thật sự hay đi chăng nữa cũng chưa chắc có mấy người chú ý tới bản thân người lái xe nhưng mà trên người nhâm hòa tự hồ như lại bị đảo ngược. Tuy nhiên thiết kế cũng không có tiếc núi, tất cả mọi người đều biết tin tức này là tin tức quảng cáo của tài khoản, chỉ cần độ truyền bá của tin tức đủ lớn, như vậy lực ảnh hưởng của tài khoản sẽ lớn hơn nữa. Nhãn hàng xe đạp cao cấp cũng không phải chỉ có mình bọn họ, tuy rằng tiết kiệm từ trước tới giờ đều là hãng bán chạy nhất, nhưng vấn đề ở chỗ chênh lệch thị trường hàng năm sẽ bị thu nhỏ lại, ai có thể nói thiết kế nhất định bảo trì được ưu thế chứ? cho nên bọn họ phải dùng mọi biện pháp để tăng lực ảnh hưởng của chính mình. Các lãnh đạo cấp cao của công ty thiết kế đều cho rằng, bỏ ra 150 vạn đô la làm phí phát ngôn là một lựa chọn cực kỳ chính xác. Chỉ cần nhâm hòa đủ nổi danh, thiết kế cũng có thể từ trên người hắn mà thơm lây, suy cho cùng hợp đồng đã viết rõ ràng rành mạch. Hạng mục khiêu chiến chính thức cần phải có nhân viên công tác thống kê hộ tống cùng với xe đón đưa chuyên dụng, ăn mặc trang phục của tài khoản. Trên thực tế, không chỉ nội tâm của những cư dân mạng kích động khi xem tin tức mà ngay cả bên trong chính thiết kế cũng nhiệt huyết sôi trào thiết kế có thể thành công được là bởi vì bọn họ vốn dĩ tập trung ở lĩnh vực xe đạp cực hạng bọn họ đam mê với hạng mục xe đạp mỗi chiếc xe đạp đi ra từ trong tay bọn họ ra ngoài đều phải trải qua đủ loại thí nghiệm về các tính năng để đảm bảo vận động viên hoặc người sử dụng yêu thích nhưng bọn họ cũng biết để làm khách hàng hài lòng thì đầu tiên chính bọn họ phải hiểu biết về xe đạp đam mê về xe đạp trước có thể nói xe đạp chính là tín ngưỡng của bọn họ, đây chính là văn hóa xí nghiệp của bọn họ. Đối với thiếu niên tên Nhâm Hòa này, bọn họ có rất nhiều kinh diễm, ngạc nhiên. Công ty thiết kế cũng có câu lạc bộ xe đạp, tuy rằng thành tích vẫn luôn không quá lý tưởng, nhưng vẫn luôn duy trì hoạt động. Công ty thiết kế trước nay cũng không có từ bỏ qua, cũng không có ý định bán câu lạc bộ. Lúc này người phụ trách câu lạc bộ thiết kế vô cùng lo lắng chạy tới tổng bộ, thiếu niên trong tin tức này là ai? có thể gia nhập câu lạc bộ được hay không nếu cao tầng có thể khiến hắn vào câu lạc bộ ta dám cam đoan trải qua một năm rèn luyện sang năm chắc chắn có thể lấy được thành tích tốt nhóm cao tầng của tài khoản lắc đầu không được không có cách nào thuyết phục hắn chuyện này kỳ thật an tứ cũng đã bàn qua với nhâm hòa nhưng mà thực sự rất rõ ràng hiện tại nhâm hòa đến mặt còn không muốn lộ sao có thể đi tham gia thi đấu chính thức được chứ hơn nữa hiện tại hắn cũng muốn chơi nhiều hạng mục không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở một hạng mục được. Cuộc sống học sinh Xuân Phong đắc ý, hắn hiện tại dẹp hết tất cả hoạt động làm chậm trễ cuộc sống đi học. Nói chắc ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngờ có một ngày chính mình lại đam mê cuộc sống đi học như vậy. Giới vận động kỳ thật minh bạch một đạo lý, tuyển thủ có thiên phú còn khó tìm hơn nhiều so với tuyển thủ nỗ lực ở trong phạm vi của thế giới cường giả. Muốn có một vị trí nhỏ trước 100, không có thiên phú trác tuyệt là không thể suy cho cùng trên thế giới có đến vài tỷ người mà cho nên thời điểm những người chuyên nghiệp trong giới dừng ánh mắt trên người nhâm hòa thì những người xem náo nhiệt khác cũng không ngoại lệ chỉ là bọn họ đều có một nghi hoặc trong lòng cùng bình luận phía bên dưới cái này thật sự chỉ là một học sinh trung học sao ta nhớ rõ trong tin tức gốc là người quốc gia chúng ta đúng không vì cái gì không có bất cứ tin tức về thân phận bị lộ ra nhỉ vì cái gì muốn che mặt ta muốn nhìn diện mạo thật của hắn có thể sở dĩ ánh mắt của mọi người dừng lại trên người nhâm hòa trong đó có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, chính là thuộc tính mị lực mà bản thân nhâm hòa coi khinh. Chỉ là một đoạn tin tức này khiến cho số lượng fan của nhâm hòa tăng lên chóng mặt, trong đó có rất nhiều nữ sinh chưa từng biết gì về thể thao cực hạn. Bọn họ thích tin tức này, thuần túy bởi vì ánh mắt của nhâm hòa thực sự quá đẹp trai. Anh nói đôi mắt kia cũng chẳng đẹp bao nhiêu, chỉ là vì sao nó lại câu người như vậy. Một phút bên dưới có thêm mấy chục cái bình luận, trong đó có hơn một nửa là bình luận từ nữ sinh. Quả thực đãi ngộ này chỉ minh tinh mới có, bọn họ hiện tại muốn biết thân phận của Nhâm Hòa, hắn rốt cuộc là ai. Bất quá khi tin tức công bố trong nước thì phong cách có chút không giống nhau. Ngoạ tàu, trên mặt hắn không phải đang đeo khăn quàng đỏ sao. Ngoạ tàu, hóa ra là thiếu niên tiền phong, đội trưởng đừng nổ súng, chúng ta là người một nhà. Ha ha ha, vẫn là đội thiếu niên tiền phong trâu bò ta trước kia cảm thấy đeo khăn quàng đỏ làm việc rất trâu bò nhưng về sau lại phát hiện có chút không thích hợp không biết vì cái gì hiện tại lại nhớ năm đó ta cũng là đại đội trưởng đội thiếu niên tiền phong hiện tại ta cuối cùng cũng biết vì sao năm đó không trâu bò rồi bởi vì ta không đeo khăn quàng đỏ lên mặt ha ha ha, ha không đeo trên mặt người nước ngoài không nhắc tới khăn quàng đỏ bởi vì bọn họ không biết ý nghĩa của nó trong văn hóa dân bản địa bọn họ chỉ nghĩ là khăn che mặt bình thường mà thôi suy cho cùng cao bồi miền Tây không phải thường dùng khăn tam giác đeo trên cổ hay sao? Nhưng ở trong nước thì không giống nhau, từ khi vào đội thiếu niên tiền phong, ai học tiểu học mà không quàng qua khăn đỏ. Không quàng thì ai cho bạn vào lớp, mỗi ngày đều có mấy đội cờ đỏ kiểm tra ở khu dạy học, ai không mang khăn quàng đỏ thì chỉ có ba chữ, về nhà lấy. Thật là khí phách. Cho nên khi tin tức đăng lên trong nước, phong cách bình luận ngay lập tức khác biệt. Ai mà chưa từng là một thành viên trong đội thiếu niên tiền phong chứ? khăn quàng đỏ trâu bò. Đại đội thiếu niên tiền phong của chúng ta ra một nhân tài. Đại đội trưởng thiếu niên tiền phong của chúng ta quá trâu bò, nghiền ép người nước ngoài, về sau chúng ta quàng khăn quàng đỏ ngươi có sợ hay không? Quay cái tin tức đều không quên mang khăn quàng đỏ, cái này nghĩa là gì? Chính là nói giáo chủ chúng ta yêu nước. Sau khi đọc được bình luận này nhâm hòa nhất hết cả trứng, mở nó các ngươi bị bệnh à, dương tịch lúc này đã cười ngã cười nghiêng bên người nhâm hòa bất quá nhâm hòa nghĩ lại thì cảm thấy có ý tứ cuộc đời vừa sống lại đã có người yêu bên người ánh mặt trời đúng là tươi đẹp nhưng không có ai có thể phủ nhận được mặc kệ khi đó bạn đeo khăn quàng đỏ cẩn thận cũng được bạn đeo cho có lệ cũng được nó cũng đều đồng hành với sự trưởng thành của mọi người trở thành một phần ký ức không thể thiếu cho nên lúc mọi người nhìn thấy nhâm hòa sử dụng khăn quàng đỏ để che mặt mới có thể không hẹn nhau mà cùng nói về chủ đề này sau khi trêu chọc xong thì mọi người mới chú ý tới ý nghĩa của tiêu đề tin tức kỵ sĩ chi danh kiếp trước ở trong nước khi mọi người nhìn thấy tin tức thể thao cực hạn của người nước ngoài luôn luôn không thể thiếu các bình luận như khó trách người nước ngoài dân số ít việc nào ra việc đó nhâm hòa cảm thấy kỳ thật cái này chỉ là một loại trêu chọc bất đắc dĩ mà thôi kỳ thật tâm lý chung của mọi người khi xem tin tức sẽ cảm thấy đỉnh người nước ngoài đúng là biết chơi bọn họ sở dĩ nói như vậy chính là ở trong nước còn chưa xuất hiện nhiều cao thủ mà thôi trên thực tế thời điểm mọi người nói người nước ngoài đi tìm thử thách cực hạn nếu như đó là hảo hán của người trong nước vậy bọn họ nhất định sẽ hô to trâu bò tựa như lưu nhị bảo vậy ở trong nước xuất hiện một cao thủ như nhâm hòa cũng khiến hắn cảm thấy mới mẻ hắn cũng không có cảm thấy nhâm hòa đang muốn tìm chết hắn chỉ cảm thấy đối phương quá trâu bò xuất hiện loại đối xử khác biệt này không phải bởi vì bọn họ sợ chết mà là bởi vì người trong nước của họ phải thực dụng. ở đại đa số thời gian chúng ta sẽ bận rộn làm những chuyện giản dị mà ý nghĩa. chuyện đi tìm kiếm kích thích không có duyên với chúng ta cũng sẽ cảm thấy những hành vi như vậy là phù hoa. đây chỉ là do quan niệm bản thân gây ra mà thôi. cho nên nhâm hòa vẫn luôn phản cảm với những người nói thể thao cực hạn ở trong nước không ra làm sao bởi vì bọn họ sợ chết. mở nó anh mới sợ chết, cả nhà ngươi mới là người sợ chết. Năm 2005, thể thao cực hạn ở nước ngoài đã dần truyền bá vào trong nước, nhưng là đại bộ phận người dân còn không có khái niệm gì về cái này, mà lúc này một cái học sinh trung học bỗng nhiên đứng dậy, lấy tư thái nghiêng ép hướng về phía ngoại quốc. Đây là khái niệm gì chứ? Thật là trâu bò. Ở trên diễn đàn, có người chạy ra internet nước ngoài chụp bình luận về phiên dịch, trọng điểm chính là sự cảm thán của những vận động viên chuyên nghiệp khi phiên dịch ra được đăng trên diễn đàn khiến những người đọc được vô hình chung cảm thấy vẻ vang vậy. Chơi nửa ngày thể thao cực hạn kết quả không bằng một cái học sinh trung học. Xe thần ở Lạc Thành, trâu bò. Ở trên thế giới quốc gia chúng ta nổi danh đoàn kết, cũng không phải gọi là chúng ta chỉ biết nội đấu linh tinh, bởi vì người ở đâu cũng sẽ có nội đấu mà thôi. Mà lúc này, loại đoàn kết thể hiện ra là vì nhâm hào lấy tư thái vô địch nghiền ép người nước ngoài cho nên trong nháy mắt hắn biến thành một tồn tại làm đất nước vẻ vang vậy loại ý tưởng này thật sự có ý tứ nhưng nhâm hòa không tỏ ý kiến gì về vấn đề này mọi người suy nghĩ như vậy kỳ thật bởi vì nội tâm chưa đủ mạnh mẽ nên cần một cái cọc để bám vào mà nhâm hòa ngẫu nhiên lại trở thành cái cọc này ở quốc gia nào cũng vậy lúc nhắc tới chuyện làm đất nước vẻ vang không quan tâm vấn đề gì tuyệt đối sẽ là đề tài đứng đầu nhất cho nên tin tức này của nhâm hòa ở trong nước đã lấy phương thức không thể hiểu được mà bị nổi tiếng tin tức kỵ sĩ chi danh hoàn toàn chấn động ở trong nước thẳng đến lúc này mọi người mới chú ý tới bản thân của tin tức đương nhiên lực chú ý nhất vẫn dừng ở đoạn tả ánh mắt ở cuối tin tức có chút người học tập vẽ tranh trực tiếp lấy ánh mắt đó ra để luyện tập mà có chút đạo diễn vì ánh mắt đó mà muốn tìm nhâm hòa để đóng phim điện ảnh nhưng người nghĩ muốn tìm được nhâm hòa nhất vẫn là những nhãn hàng nổi tiếng bọn họ ngửi được thời cơ nếu như thống kê có thể ký hợp đồng người phát ngôn với học sinh trung học này thì không có đạo lý gì chính mình không làm được giá cả đều có thể thương lượng loại thời điểm này học sinh trung học nổi danh giá cả nhất định không cao đối phương khả năng còn chưa biết đến giá trị con người của bản thân nhưng là một thiếu niên đề tài hot như vậy lại là thời cơ tốt để bọn họ lợi dụng chỉ là bọn họ không biết rằng nhâm hòa đã bị tài khoản bồi dưỡng rất nhiều rồi hơn nữa hắn cũng không phải là trẻ con ngây thơ gì cả muốn chiếm tiện nghi ở trên người hắn thì phải làm tốt tâm lý bị hố. Nhưng lúc này lại có vấn đề nghiêm trọng hơn, mọi người căn bản tìm không được nhâm hòa. Vị kỵ sĩ này giống như là một ảnh tự ở trong đêm vậy, căn bản không có dấu vết để lần tìm. Tất cả nhà tài trợ lúc này nghĩ hết thảy các biện pháp, kết quả hơn nửa ngày trôi qua, đến một cái rắm của nhâm hòa cũng không tìm tới. Bên người An Tứ lúc này cũng khá là sôi nổi, rất nhiều người hoặc ít hoặc nhiều quen biết hắn, cho nên cũng có nhiều người hỏi thăm thân phận của nhâm hòa chỉ là bọn họ phát hiện rằng an tứ bác diện linh lung ngày trước ở phương diện này rất là nguyên tắc muốn biết thông tin về nhâm hòa căn bản không cần suy nghĩ cái này cũng không nói rằng an tứ là một người chính trực hắn chỉ là tôn trọng kỹ thuật lái xe của nhâm hòa với cương vị từng là một vận động viên xe đạp chuyên nghiệp mà thôi nhóm cá mập ngửi mùi máu mà đến lúc này lại quay đầu hướng mục tiêu về phía ekip của lưu nhị bảo nếu bọn họ là người quay phim thì không có đạo lý nào không có tin tức của nhâm hòa cũng không thể nào đối phương lúc nào cũng đeo khăn quàng đỏ chứ nhưng mà lúc này bọn người lưu nhị bảo cũng im lặng như tờ vốn dĩ bọn hắn có ký hiệp nghị bảo mật hơn nữa lại còn coi nhâm hòa là bạn bè cho nên bí mật quay phim của nhâm hòa lại càng thêm bảo mật hắn cảm thấy chính mình không thể làm chuyện có lỗi với bạn bè được hơn nữa đoàn đội của lưu nhị bảo cũng thật sự đoàn kết cũng đều là người thích tính cách của nhâm hòa hơn nữa lúc trước vì hiệp nghị bảo mật nên không có hỏi tin tức của nhâm hòa. Làm xong tin tức, các tư liệu liên quan tới đối phương bọn họ cũng trực tiếp xóa bỏ, ngăn chặn khả năng bị lộ bí mật. Không thể không nói, bằng sự kết hợp của mấy người này, không nhà tài trợ nào có thể đánh hơi được thân phận của nhâm hòa. Một đám cá mập ở phía lưu nhị bảo đói bụng mà rời đi. Bọn họ lúc này cũng cảm thấy nhức hết cả trứng, sớm biết được tính tình của đám người lưu nhị bảo rồi, rảnh rỗi hay gì mà lại tự đi tìm phiền phức chứ sau khi lưu nhị bảo xử lý xong đám người tài trợ thì gọi điện thoại cho nhâm hòa này người anh em hiện tại có một đống nhà tài trợ đang muốn tìm cậu đây này nếu cậu muốn kiếm tiền thì bảo ta một câu tuyệt đối không có người chặn tài lộ của huynh đệ ta sẽ trực tiếp đem phương thức liên lạc của cậu cho bọn hắn phỏng chừng có thể kiếm không ít đấy bất quá cậu muốn bảo mật thế thì yên tâm bọn họ không chiếm được bất cứ tin tức gì từ phía bọn ta đâu nhâm hòa nghe xong cảm thấy tính tình của lưu nhị bảo quả thực có ý tứ hắn cười nói, muốn kiếm tiền thì cũng muốn nhưng không phải là lúc này, tiền đủ tiêu là được rồi, phiền anh tiếp tục giữ bí mật giúp em nhé. Được, ta thích câu tiền đủ tiêu là được, việc này ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật giúp cậu. Lưu Nhị Bảo cũng thật sự vui vẻ, hắn cảm thấy học sinh trung học này thực sự không giống người bình thường. Nhâm Hào cũng suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định như vậy, hiện tại mặc dù là thời cơ tốt để kiếm tiền nhưng lại không phải thời cơ tốt để lộ thân phận thật một khi thân phận bị lộ ra thì việc đầu tiên là phải đối mặt với cha mẹ của hắn tiếp theo thì cuộc sống học hành bình thường cũng không cần nghĩ nữa hắn hiện tại cũng không thiếu tiền tiền làm trò chơi cũng đủ muốn xa xỉ cũng có thể xa xỉ hà tất phải đem đồ vật quan trọng đi bán để kiếm tiền chứ đương nhiên nhâm hòa có thể làm ra lựa chọn xa hoa phá của như vậy cũng bởi vì hắn có nhiều phương thức kiếm tiền khác nếu mà hắn chỉ có một lựa chọn như thế này thì nhất định sẽ bắt lấy kỳ ngộ này nhưng hiện thực không phải như thế hắn còn có rất nhiều lựa chọn có đôi khi trong cuộc sống sẽ xuất hiện vấn đề lấy hay bỏ nhâm hòa cảm thấy nếu như chính mình từ bỏ cuộc sống hiện tại vì tiền thì sẽ một lần nữa tiếc nuối lớp chính tuy rằng học tập khẩn trương nhưng mọi người vẫn chú ý tới tin tức nổi tiếng nhất hiện tại kỵ sĩ chi danh cho nên trong lớp cũng có thảo luận về đề tài này chỉ là mọi người không biết nhân vật chính đang nhắc tới cũng có mặt trong lớp loại tính cách như nhâm hòa đương nhiên là muốn nghe người khác khen chính mình sau đó ngồi một chỗ nào đó thi thoảng đệm vào một câu có chuyện như vậy sao hoặc là các cậu nói rất đúng mà một bên dương tịch và hứa nặc hai người mắt nhìn mũi mũi nhìn bàn chân chỉ có thể cảm thấy nhâm hòa quá là không biết xấu hổ nghe người khác thảo luận về mình còn chưa nói đằng này lại tham gia vào để khen chính mình các bạn cùng lớp đều khó hiểu bọn họ cảm giác được dường như nhâm hòa sôi nổi hẳn lên vậy mọi người còn phát hiện ra một cái quy luật ai thảo luận về phim ngắn kỵ sĩ chi danh hắn sẽ chủ động thò tới nói chuyện cùng đây là tình huống gì trong lớp này có người hâm mộ của kỵ sĩ sao sự nhiệt tình của nhâm hòa làm cho mọi người trong lớp cảm thấy sợ hãi dứt khoát không nói đến đề tài này nữa chuyên tâm học tập nhâm hòa thấy bộ dáng mọi người chăm chỉ khắc khổ học tập thì chép miệng nói thầm đúng là không thú vị dương tịch lúc này thì cười ngặt nghèo không ngồi thẳng lưng được đối với trình độ không biết xấu hổ của nhâm hòa đã làm đổi mới nhận thức của dương tịch không biết bao nhiêu lần rồi kỳ thật thời thiếu niên da mặt mọi người đều rất mỏng còn thường xuyên dính vào những chuyện chết vì sĩ diện ở giữa bạn bè cùng lớp nếu ai mất mặt mũi rất có thể phải đánh một trận mới giải quyết được một đám lòng tự trọng lớn lại còn hay máu dồn lên não nhưng hình như nhâm hòa không giống như vậy trái tim đặc biệt đen lại còn không biết xấu hổ nhưng ở bên dương tịch thì lại cảm nhận được cảm giác tràn đầy năng lượng dương tịch một chút cũng không ngại nàng cảm thấy như vậy mới là nhâm hòa chân chính đoạn tiểu lâu một bên buồn bực nhìn dương tịch cười tới cười lui hoàn toàn không biết sao lại thành ra thế này nhưng thật ra khi nàng xem tin tức cũng cảm thấy cảm giác quen thuộc không nói thành lời từ nhân vật chính trong khoảng thời gian này nàng ít giao lưu cùng nhâm hòa hơn không hề chạy cùng nhau ban đêm nữa cũng không biết nhâm hòa đang làm gì có đôi khi nàng cũng sẽ nhớ tới nhâm hòa nhưng ý niệm này giống như hồ nước tĩnh lặng vừa nổi lên gợn sóng đã bị nàng ép xuống chỉ là không biết vì cái gì mấy ngày nay khi nàng nhìn lại nhâm hòa sẽ cảm thấy đối phương có gì đó biến hóa vậy trở nên thu hút hơn đoạn tiểu lâu không cảm thấy thế diện mạo của nhâm hòa từ trước đến giờ chỉ có thể coi là trung bình khá mũ quan đoan chính thuận mắt nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thuận mắt mà thôi chưa nói tới kinh diễm nhưng đoạn tiểu lâu vẫn vô hình chung cảm nhận được nhâm hòa đang biến hóa vậy loại tốc độ biến hóa này làm ký ức của nàng có chút không theo kịp mấy ngày hôm trước nhìn kỹ lại nhâm hòa hôm nay lại phải nhìn kỹ lại một lần nữa xác thật là càng có mị lực có nhiều lúc nàng sẽ không nhịn được mà nhìn nhâm hòa lâu hơn một chút đoạn tiểu lâu còn ngẫu nhiên nghe được nữ sinh khóa dưới nói nhâm hòa là soái ca mà thảo luận đoạn tiểu lâu hơn nửa ngày cũng chưa nói ra được câu nào hóa ra trước kia chính mình rất ít khi nhìn thẳng vào nhâm hòa giờ đối phương lại được hoan nghênh như vậy. Cuộc sống rốt cuộc cũng phải trở lại bình thường, hứa nặc dưới sự giám sát của Nhâm Hòa nhanh chóng ôn tập lấy đề thi trung học phổ thông năm nay. Chính hắn còn chưa biết bản thân đang làm đề thi thật, hai tháng sau khi biết được chắc chắn sẽ đặc sắc lắm. Đề thi làm cho hắn khiếp sợ vừa đúng lúc chính bản thân hắn phải luyện tập mỗi ngày. Nhâm Hòa bắt đầu tự hỏi nên xuống tay làm trò chơi từ chỗ nào, suy cho cùng hiện tại cũng không có quá nhiều chuyện cần đi làm, hơn nữa thời gian một kỳ nghỉ hè là rõ ràng không đủ được hiện tại tạm thời không cần suy xét về phương diện trình tự ngược lại là phương diện thiết kế cần phải bắt đầu triển khai nhưng vấn đề là làm cách nào để cho người khác tín nhiệm một cái học sinh trung học đây hơn nữa hắn cho tới bây giờ chưa rõ ràng lắm về trình độ lập trình của hứa nặc rốt cuộc đến cấp độ nào bởi vì hắn một chút cũng không hiểu về sau đồ vật làm ra thì hắn làm cách nào để khống chế đây suy cho cùng chính mình lại không phải là công ty gì lớn có bộ kỹ thuật chuyên môn, về sau làm ra trò chơi cũng không thể cứ đào tạo kỹ thuật viên chứ, thật tốn kém. Ở thế kỷ 21 cái gì tốn kém nhất? Chính là phí nhân công, mở một cái khách sạn, tốn kém nhất không phải nguyên liệu nấu ăn mà là người phục vụ, tiền lương của đầu bếp, tình huống hiện thực chính là như vậy ai cũng không có cách nào mà ngoại lệ. Nếu nhâm hòa tính toán trở thành công ty Nintendo của kiếp trước thì kỹ thuật viên là cần thiết phải đào tạp, bởi vì trò chơi một người nối tiếp một người làm thì sẽ không mệt nhưng nhâm hòa lại không tính toán làm như vậy bởi vì hắn chỉ tính toán làm một cái yota mà thôi như vậy giai đoạn trước hắn cùng hứa nặc phải một đường mà đi lên sau này sẽ từ hứa nặc cùng một hai kỹ thuật viên tới duy trì và đổi mới cùng với cập nhật các phiên bản sửa lỗi cải tiến ngẫm lại chính mình sắp phải làm một cái trò chơi tương lai có khả năng bá chủ toàn cầu nhâm hòa kích động đó chính yota đấy làm ra một yota thì tiền tài chỉ là một con mà thôi Đến lúc đó chơi thao cực hạn gì đều sẽ không thiếu tiền, những trang bị đắt tiền kia chỉ là chuyện râu ria mà thôi. Đương nhiên, thời kỳ lên men của Yota cũng rất là dài, nhưng Nhâm Hòa đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đợi rồi. Lúc này điện thoại của Nhâm Hòa nhận được tin nhắn, đó chính là tiền nhuận bút đặt mua của thần thư, nhuận bút tam tự kinh, nhuận bút côn luân xuất bản in lẻ. Phân biệt là 23 vạn, 41 vạn, 67 vạn. Có thể nói hiện tại Nhâm Hòa không viết thêm bất cứ thứ gì, chỉ cần cập nhật thường xuyên thần thư, hắn cũng là tác giả một tháng thu được trăm vạn, ở năm 2005 này chuyện đó tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Thật sự là tác phẩm hắn đồng thời kiếm có chút nhiều. Thiên phạt hệ thống lúc này cũng tùy thời vang lên, nhiệm vụ, lái xe trong một giờ, tích lũy hơn 30 phút bảo trì tốc độ 100 km h thời gian quy định một tuần, nếu không hoàn thành phạt ký chủ bị mất khống chế một tháng. Nhiệm vụ, lái xe đạp tốc độ cao vượt qua 100 chiếc xe, không thể gian lận, thời gian quy định một tuần, nếu không hoàn thành trừng phạt ký chủ mất khống chế một tháng nhiệm vụ, lái xe đạp thả trôi tốc độ cao tích lũy 36 lần, thời gian quy định một tuần, nếu không hoàn thành trừng phạt ký chủ mất khống chế một tháng. Lại là ba cái nhiệm vụ liên tục liên quan tới xe đạp, hơn nữa lại có trừng phạt biến thái như vậy, hắn thật sự có chút không hiểu được cái thiên phạt hệ thống này suy nghĩ cái gì, mất khống chế một tháng. Ý là chỉ đại tiểu tiện mất khống chế phải không? mọi người đang nói chuyện, chính mình một bên tiểu tiện sao? Mở nó ngươi có thể cho một cái trừng phạt bình thường được hay không? Còn về ba cái nhiệm vụ này, nhâm hòa có thể lý giải như vậy, trong một giờ lái xe phải có 30 phút bảo trì tốc độ 100 km h nói cách khác tốc độ ở giữa có thể hạ xuống, tốc độ ngẫu nhiên dưới 100 km h cũng không sao, chỉ cần tích lũy 30 phút trên 100 km h là được. Vấn đề ở chỗ làm cách nào để đạt được tốc độ 100 km h Hiện tại Nhâm Hòa cảm thấy chính mình tốc độ cao nhất trên đất bằng cũng chỉ khoảng 80 đến 90 km h mà thôi. Mặc dù cố gắng cũng có thể cao hơn được nữa nhưng chính mình cũng không thể kiên trì lâu như vậy được. Đó chính là tốc độ bước phá. Người ta bước phá cũng chỉ được vài phút mà thôi. Như vậy ý tứ của thiên phạt hệ thống chính là nhiệm vụ này kỳ thật chính là nhiệm vụ lái xe xuống dốc. Mặc dù không có yêu cầu phải hoàn thành ở vùng núi nhưng kỳ thật nhiệm vụ này chính là lái xe tốc độ cao xuống dốc ở sườn núi nếu không phải xuống dốc, muốn bảo trì tốc độ 100 km h trong 30 phút thì con người cơ bản không thể làm được. Nhanh như vậy lại nhận được nhiệm vụ lái xe xuống dốc, kích thích. Lúc này Nhâm Hòa cũng chú ý tới một vấn đề, hiện tại mỗi tháng có 3 cái nhiệm vụ yêu cầu cao độ định kỳ, thật sự áp lực có chút lớn. Nếu vội vàng hoàn thành 3 nhiệm vụ này chính mình không phải sẽ bị mệt chết sao, vậy thì còn có thời gian đâu mà làm việc khác. Phải biết rằng những nhiệm vụ về sau càng ngày càng khó không giống với lúc trước một chút là hoàn thành được hắn hỏi thiên phạt hệ thống nếu ta hy sinh một cái thu nhập cho từ thiện có thể hay không đem hai hạng mục khác biến thành một lần nhiệm vụ trừng phạt suy cho cùng ngươi cũng hy vọng ta có nhiều tác phẩm hơn bổ sung vào thế giới thiếu thốn giải trí này nếu ta lúc nào cũng phải làm nhiệm vụ như thế này thì làm sao có thời gian rảnh làm sao mà nhận được nhiệm vụ mới thiên phạt hệ thống trầm mặc tựa hồ cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này nhâm hòa dám nói về vấn đề này thì bản thân cũng có một chút đạo lý thiên phạt hệ thống đương nhiên là hy vọng nhâm hòa có thể đem đến được nhiều tác phẩm tốt nhưng nhiệm vụ đến một số lượng nhất định mỗi cái nhiệm vụ sẽ có tiền nhuận bút như vậy khả năng sau này mỗi tháng nhâm hòa sẽ có mười mấy cái nhiệm vụ cố định mất lúc đó mặc kệ tinh lực hay là thể lực tất cả đều không đủ dùng cơ hồ mỗi ngày đều phải suy nghĩ đến chuyện làm nhiệm vụ thẳng đến lúc làm cho chính bản thân mình mệt chết mới thôi cứ như vậy đổi lại là ai cũng không dám làm ra tác phẩm mới bởi vì đó chính là che mình chết quá chậm nhâm hòa hiện tại muốn từ từ bàn điều kiện với thiên phạt hệ thống tranh thủ hết thảy lấy được điều kiện có lợi cho bản thân mình nhâm hòa khẩn trương chờ đợi mặc dù đây không phải lần đầu tiên hắn bàn điều kiện cùng thiên phạt hệ thống nhưng mà cùng với ý chí thiên địa bàn điều kiện ai mà không khẩn trương cho được nói thật hai bên cơ bản không cùng một cấp bậc tồn tại anh dựa vào cái gì mà cùng người ta bàn điều kiện chứ nhưng là nếu đối phương cũng không khó nói chuyện như trong tưởng tượng thì nhâm hòa đương nhiên phải tranh thủ cho chính mình một ít điều kiện tốt nếu có thể hy sinh lợi nhuận của một tác phẩm làm từ thiện để biến hai nhiệm vụ trừng phạt của hai tác phẩm khác biến thành một cái thì chuyện này đối với hắn tuyệt đối là một chuyện có lợi chưa nói đâu xa liền nói về nhiệm vụ liên quan tới thần thư hắn cũng đã làm năm sáu cái rồi nhiệm vụ của tam tự kinh cũng có ba bốn cái nếu mỗi tháng biến thành làm một cái nhiệm vụ thì ít nhất sẽ nằm trong tầm khống chế của hắn tuyệt đối không nên xem nhẹ sự nhiệt tình của con người khi theo đuổi tự do bản thân nhâm hòa đối với tự do có nhu cầu rất lớn nếu như một lần nữa trọng sinh sống lại thì nhân sinh nên do chính mình tự khống chế nếu ngay cả nhân sinh cũng không thể tự do thì sống còn gì là thú vị nữa lúc này giọng nói của nhâm hòa tiếp tục vang lên trong đầu ngươi nghĩ xem nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta như vậy ta nhất định sẽ có nhiều tác phẩm ra đời hơn đúng không hơn nữa tiền kiếm được cũng không phải đều nằm trong tay của ta còn có thể giúp những người khó khăn nữa việc này đối với ngươi và ta đều là giao dịch có lời hắn dám cùng thiên phạt hệ thống giao dịch không phải là bởi vì hắn không có sợ hãi mà là hắn cảm thấy chính mình hiện tại vẫn có giá trị cực lớn đối với thiên phạt hệ thống phê chuẩn lợi nhuận của tác phẩm đứng đầu có thể thu hoạch được quyền miễn nhiệm vụ của hai tác phẩm kế tiếp lúc này âm thanh không phân biệt được là nam hay nữ của thiên phạt hệ thống bình tĩnh vang lên mở nó thật sự đồng ý hoàng mỹ nhâm hòa lập tức rút điện thoại ra gọi tới chu vô mộng này chu lão ta có một chuyện tốt muốn cùng ngài thương lượng một chút chu vô mộng bên đầu kia điện thoại nghe thế thì tò mò hỏi lại hai bộ còn lại của sơn hải kinh chuẩn bị viết à ngài trước tiên đừng nhớ thương chuyện này có được hay không nhâm hòa dở khóc dở cười nói là cái này ta muốn dùng tiền nhuận bút về sau của tam tự kinh thành lập một cái quỹ công ích quỹ nào việc nấy dùng để xây dựng trường tiểu học hy vọng. Ta tính qua, tiền xây dựng trường tiểu học hy vọng ở vùng núi xa xôi khoảng tầm 20 đến 30 vạn nhân dân tệ. Tiền nhuận bút của tác phẩm kinh điển như Tam Tự Kinh sẽ không đứt đoạn. Một năm thậm chí có thể xây dựng 15 trường tiểu học hy vọng tương đối tốt. Ngài cảm thấy thế nào? Kỳ thật kiếp trước nhâm hòa cực kỳ bội phục những người có thể bỏ tiền ra trợ giúp khu vực nghèo khó xây dựng trường tiểu học. Thế giới này đối với tri thức là không công bằng. Có nhiều đứa trẻ trời sinh đã không có cách nào tiếp thu nền giáo dục, nói thật xã hội này người không có tri thức thì rất khó sống. Nhưng hắn vẫn luôn không có hành động qua, đây quả thực là chuyện mâu thuẫn, chi phí xây dựng một trường tiểu học như vậy thực sự không ít, nếu không phải người đại phú đại quý thì rất ít người nguyện ý làm chuyện như vậy, bất quá nguyên nhân cũng là do nhân tính ích kỷ, cho nên những người bản thân nghèo khó vẫn nguyện ý giúp đỡ người khác thực sự rất trân quý. Một đời này lấy tiền nhuận bút của tác phẩm thứ nhất ra vừa có thể miễn một ít nhiệm vụ cho chính mình còn có thể làm thêm một ít chuyện tốt giúp đỡ người khác cớ sao mà không làm chứ lại nói nhâm hòa làm ra điều này cũng là vì chính mình chuyện này cũng không có gì mà phải ra vẻ hắn vốn dĩ không phải là dạng người thánh nhân gì cả mọi người đều là người bình thường nhâm hòa cũng là như vậy có khả năng làm người tốt là chuyện tốt ai cũng đừng nói ai Chu vô mộng ở bên kia điện thoại lúc này hít sâu một hơi rồi hỏi, người đang nói nghiêm túc chứ? Thời buổi này người nguyện ý làm việc thiện lớn như vậy không phải không có, chỉ là quá ít, quá ít. Tiền nhuận bút hiện tại của Tam Tự Kinh một tháng đã hơn 40 vạn, một năm chính là hơn 500 vạn, vậy thì 10 năm, 20 năm, 30 năm thì sao? Phải biết rằng ý tứ của Nhâm Hòa vừa nói ra hắn đã minh bạch, loại đồ vật như Tam Tự Kinh sẽ không bao giờ bị ngừng trọng dụng thời điểm chu vô mộng nhìn thấy tam tự kinh phản ứng đầu tiên đã cảm thấy cái này hẳn là từ trong mộ của đại văn hào lão tổ tông đào ra mới hợp lý chỉ là hắn làm người không thích đa nghi cho nên khi nhâm hòa nói là do đối phương viết hắn mới không truy cứu hơn nữa tác phẩm kế tiếp côn luân cũng làm cho chu vô mộng cảm thấy nhâm hòa danh xứng với thực là một thiếu niên thiên tài chân chính đương nhiên điều mà chu vô mộng không thể biết chính là những tác phẩm này không phải nhâm hòa sáng tác ra nhâm hòa chỉ là một tên kiếm tiền mà thôi chu vô mộng hơi nghĩ một chút đã cảm thấy nếu quỹ từ thiện này thực sự được thành lập không nói tới một năm nó có thể xây dựng mấy cái trường tiểu học hy vọng ít nhất có một khả năng rất lớn là nó sẽ tồn tại vĩnh hằng bởi vì tiền nhuận bút của tam tự kinh sẽ không bị đoạn tuyệt đối với loại người giống như chu vô mộng mà nói hắn thực sự có chút cảm động hiện tại hắn cũng đang giúp đỡ mấy chục sinh viên chỉ là không biết nếu hắn biết chân tướng thật sự sẽ nghĩ thế nào nghiêm túc đương nhiên là nghiêm túc rồi bất quá ngài cũng biết ta không có thời gian rảnh có thể hay không ta nhờ ngài hỗ trợ làm chuyện như thế này đến lúc đó ta ký văn kiện trao quyền là được quỹ này gọi là quỹ thanh hòa đi thanh ngụ ý là trợ giúp những bạn trẻ còn non nớt ở vùng núi xa xôi mà hòa thì là do ta gọi là nhâm hòa ta cũng muốn lưu một cái tên hơn nữa đọc lên cũng không tồi ngài xem thế nào ý tưởng của nhâm hòa chính là thành lập quỹ thanh hòa người sở hữu quỹ chính là nhâm hòa mà bản quyền tam tự kinh trực tiếp do quỷ Thanh Hòa sở hữu, trên thực tế vẫn là do chính hắn sở hữu. Hơn nữa loại người như Chu Vô Mộng đi lo liệu quỷ này hắn cũng tương đối yên tâm, đối phương tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì đó khi xây trường tiểu học hy vọng. Hơn nữa Chu Vô Mộng là người có môn sinh trải dài khắp đất nước, còn là ngôi sao sáng trong nền văn học, có thể bình đẳng đối thoại cùng với chính phủ. Quan trọng nhất chính là hắn thật sự không thể hao phí thời gian trên phương diện này, bao gồm chuyện làm trò chơi, hắn cũng chỉ tham dự thời gian đầu mà thôi. Về chuyện sau này tất cả đều cho tiểu mập mạp quản lý, suy cho cùng thời gian của hắn phải tốn ở phương diện thể thao cực hạn, kia mới là theo đuổi chân chính của hắn. Hắn gặp qua quá nhiều người thành công, cả đời có được vô số tài phú chỉ là không có thời gian cho chính mình, đối với việc nặng gần đây của nhâm hòa, tiền đã là thứ yếu. Kể cả bây giờ cho hắn xí nghiệp đứng đầu thế giới thì hắn cũng không muốn buộc thời gian cả đời cho xí nghiệp. Chuyện lấy hay bỏ của cá nhân hắn bản thân nhâm hòa cũng đã sớm có quyết định rồi chu vô mộng nói nói thật ta thực sự không thể tưởng tượng nổi loại chuyện này là loại người như ngươi có thể làm được mặt nhâm hòa lúc này đã đen như đít nồi hắn bắt đầu nghiêm túc nói hưu nói vượng cái này không phải là do tư tưởng giác ngộ của ta được đề cao hay sao ở trong quá trình học tập rốt cuộc ta phát hiện thời điểm xây dựng xã hội chủ nghĩa tuyệt đối không thể kiên trì chủ nghĩa cá nhân được còn phải lấy đại cục làm trọng cái gọi là năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn ta nếu như kiếm lời cũng muốn làm ra một chút chuyện có ý nghĩa ngài xem chuyện xây dựng trường tiểu học hy vọng tuyệt đối là một chuyện có ý nghĩa sâu xa thiếu niên giỏi là quốc gia giỏi thiếu niên mạnh là quốc gia mạnh thiếu niên tiến bộ là quốc gia cũng tiến bộ mở nó nói xong mồ hôi lạnh của nhâm hòa bắt đầu chảy ra vừa rồi cố tình nói nhảm đã quên mất đây là lời nói của thiếu niên cờ đỏ của lương khải siêu là sẽ dẫn ra nhiệm vụ trừng phạt của hệ thống thời điểm nhâm hòa đứng ở nơi đó nhìn xem thiên phạt hệ thống có tuyên bố nhiệm vụ trừng phạt hay không, nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không thấy gì. Khi đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa chuyện này cũng chứng minh được lần trước hắn dẫn lời của chủ tịch mau là do đối phương muốn cố ý chỉnh chính mình. Bất quá loại chuyện này vẫn nên lưu tâm mới thỏa đáng, lỡ miệng nói ra thì chẳng khác nào giao nhược điểm của mình cho thiên phạt hệ thống vậy, có muốn xử phạt hay không là do ý muốn của người ta. Hết chương 120 rồi ạ. À xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé